bị đầu độc sư đầu độc thành khôi lỗi, ngoại trừ thuần phục chủ nhân không có nhị tâm ra, ý chí bản thân không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, cùng khôi lỗi có tranh lệch thật lớn. "Thí luyện liền thí luyện a, minh bạch chuyện gì xảy ra, Nhiếp Vân đối với thí luyện cũng không phản kháng. Bằng vào thủ đoạn của hắn, nếu như ngoại môn thí luyện của Vân Vũ tông cũng không thể thông qua thì không cần phải ở lại rồi. Vậy tốt, đây là lệnh bài công huân của chủ nhân, cũng là lệnh bài thân phận." Hiện tại chủ nhân cần đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ của đệ tử nội môn, chỉ cần thành công hoàn thành có thể trở thành đệ tử nội môn. Phiền Lạc truyền đạt một ngọc bài, phía trên ghi chú rõ thân phận hiện tại của Nhiếp Vân. Muốn lẫn vào đan dược điện, ít nhất phải là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn ở tông môn địa vị như tạp dịch, đầu bếp, phải chịu trách nhiệm tông môn vận chuyển sinh hoạt hàng ngày, căn bản không có tư cách tiếp xúc đan dược điện. Lấy ngọc bài, hỏi rõ vị trí của nhiệm vụ điện, nói với Phiền Lạc vài câu để cho hắn không nên nói loạn bị người phát hiện, lúc này Nhiếp Vân mới đi nhanh về phía nhiệm vụ điện. Lần này tới Vân Vũ Tông có mưu đồ, vẫn ít xuất hiện cho thỏa đáng. Nhiệm vụ điện của Vân Vũ Tông ở phía đông nam của Vân Vũ Tông, cung điện cao lớn vừa vào cửa liền tản mát ra uy thế cùng khí tức cao cao tại thượng, vô số đệ tử ở trong cung điện, tựa hồ đang nhận lấy đủ loại nhiệm vụ. Đứng trong điện nhìn một hồi, Nhiếp Vân gật gật đầu. Ở đây đại bộ phận mọi người là tới nhận lấy nhiệm vụ đệ tử nội môn. Nhìn một hồi Nhiếp Vân phát hiện những nhiệm vụ này với hắn mà nói, không có chút độ khó, hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành. Đương nhiên, chủ yếu bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, bình thường có thể tới tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn, đều chỉ có tiên cấp đệ nhị trọng tiên thể cảnh hoặc chân tiên cảnh, cùng hắn nửa bước tiên tiên, còn có tranh lệch rất lớn. Hoa Thủy huynh, người lĩnh nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ tìm kiếm đoạn linh thảo, Người thì sao? Đánh chết một con yêu thú chân tiên cảnh sơ kỳ, lấy tinh hạch. Đệ tử nhận nhiệm vụ, có sầu mi khổ kiểm có cao hứng bừng bừng, bất quá chỉ cần thông qua, có thể trở thành đệ tử nội môn của Vân Vũ Tông, địa vị thoáng một phát bay vọt. Đi theo sau lưng mọi người, rất nhanh đến phiên nhiếp vân. Chủ trì phân phối nhiệm vụ chính là một lão giả, tiếp nhận ngọc bài trong tay nhiếp vân, nhẹ nhàng vẽ một cái, không trung lập tức hiện lên tên của hắn. Diệp thần đệ tử nội môn khảo hạch, tìm kiếm một liệt diễm khoáng thạch. Lão giả thuận miệng nói, đang muốn ghi lại nhiệm vụ này, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy chậm đã, theo thanh âm nhiếp vân ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức chìm xuống. nói chuyện không phải người khác, đúng là ban đầu ở phất hiểu. thành truyền tống trận gặp được thanh niên thiên tiên cảnh hậu kỳ kia. lúc này hắn không biết phục dụng đan dược gì, thương thế trên người đã hoàn hảo, nhìn về phía nhiếp vân như nhìn người chết. nguyên lai là đệ tử chân truyền trúc hải, hắn tới đây làm gì? đệ tử nội môn khảo hạch, hắn không có tư cách lẫn vào a. hắn là đệ tử của kỳ cường trưởng lão kỳ cương lại là ca ca của thái thượng trưởng lão kỳ phật cho nên có quyền thoại ngữ rất lớn cử động của trúc hải để cho đệ tử ngoại môn khác chú ý tới nghị luận nhao nhao làm sao vậy lão giả phụ trách phân phối nhiệm vụ vốn bị người đánh gãy trên mặt lộ ra một tia tức giận khi thấy là trúc hải lúc này mới lộ ra mỉm cười là như thế này vị diệp thần này thực lực rất mạnh nếu như chỉ cho hắn nhiệm vụ bình thường liền không có bất luận tác dụng khảo nghiệm gì đối với hắn rất không công bình Trúc Hải cười nói, cái kia, cho hắn nhiệm vụ gì? Lão giả không muốn đắc tội đối phương, theo lời hỏi. Ta xem là thí luyện loạn hải địa cung A. Trúc Hải nhìn về phía nhiếp vân, trong mắt cười lạnh. Thí luyện loạn hải địa cung, đây chính là đệ tử nội môn khảo hạch đệ tử chân truyền, cái này. Đây không phải muốn người đi chết sao? Nghe được hắn nói, lão giả còn chưa mở miệng, chung quanh một mảnh xôn xao. Loạn hải địa cung, lão giả phụ trách phân phối nhiệm vụ nhíu mày, Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, đây là kỳ cường trưởng lão tự mình nhắn nhủ, giao quân trưởng lão nên không có vấn đề a. À. Lại nói, nếu là nhiệm vụ, liền là người làm, cũng không phải một mình hắn, không phải có rất nhiều đệ tử tham gia sao? Thanh niên trúc hải cười lạnh, "Vâng, nghe được kỳ cường trưởng lão bàn giao, giao quân trưởng lão phân phối nhiệm vụ cắn răng một cái, ở trên ngọc bài của Nhiếp Vân điểm một cái, truyền vào một tin tức nhiệm vụ. Tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi là loạn hải địa cung." ít nhất lấy một xương sườn của tu la binh về. Giao quân trưởng lão sắp xếp xong, liền không để ý tới. Tiếp nhận ngọc bài, tuy nhiếp vân không biết loạn hải địa cung là nhiệm vụ gì, nhưng chứng kiến biểu lộ của người khác cùng Trúc Hải, biết chắc cực kỳ khó khăn. Nhất là rất nhiều đệ tử chung quanh, trong mắt nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ thương hại, tựa như nhìn một người chết, tựa hồ biết rõ hắn khẳng định không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp thần huynh là cao đồ của phiền lạc trưởng lão, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, nên mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay A. À. Ha ha, ta liền ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của Diệp Thần Huynh. Nhìn biểu lộ của Nhiếp Vân, Trúc Hải cười ha ha, phảng phất như khuất nhục bị một cước đá bay toàn bộ báo trở về. Người nhanh đi truyền tống điện, nhanh mà nói, có lẽ còn có thể tìm được người cùng ngươi chung một chỗ chấp hành nhiệm vụ, lẫn trong đám người, tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn một chút, chậm liền không còn kịp rồi. Sao quân trưởng lão ai thán một tiếng, biết rõ người trước mắt hẳn phải chết, hảo tâm nhắc nhở một câu. Vâng, nhiếp vân gật gật đầu, liếc nhìn Trúc Hải, cũng không nói chuyện, quay người ly khai. Loại người Trúc Hải này, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết, bây giờ đang ở vân vũ tông, không thể gây ra mâu thuẫn quá lớn, vẫn nhẫn thoáng một phát A. À. chương 1386, Loạn Hải Địa Cung Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Truyền tống điện, tới gần nhiệm vụ điện, là chỗ truyền tống cho rất nhiều đệ tử chấp hành nhiệm vụ, trong đó có vô số truyền tống trận, có thể đi thông từng chỗ thí luyện, có người đặc biệt canh gác, phụ trách mở ra. Tiến vào đại điện, nhiếp phân tìm được người phụ trách, đưa ngọc bài trong tay tới. Khảo hạch đệ tử nội môn tới nơi này làm gì, ở đây đều là nhiệm vụ khảo hạch đệ tử chân truyền mới có thể chấp hành, tới tương đương muốn chết. a à, người nhận nhiệm vụ loạn hải địa cung, người phụ trách là một tiểu nha đầu khuôn mặt xinh đẹp, tiện tay tiếp nhận ngọc bài của nhiếp vân vẻ mặt không sao cả, nhưng nói đến một nửa, khuôn mặt biến đổi, tú mục trợn tròn nhìn nhiếp phân trước mắt, sợ nhìn lầm rồi. Phải, thấy nét mặt của nàng, nhiếp vân nở nụ cười thoáng một phát. Người có biết, nhiệm vụ loạn hải địa cung cho dù ở trong đệ tử chân truyền khảo hạch, cũng được cho khó khăn nhất, mỗi lần tiến đến thí luyện 10 người, người, có thể còn sống trở về một người cũng không tệ rồi, người khảo hạch đệ tử nội môn, sao sẽ để ngươi loại nhiệm vụ này? Tiểu nha đầu kinh hô, ta đắc tội người, nhiếp vân không giải thích, cười nói, đắc tội với người, cái này, đây là minh bạch cho ngươi đi chịu chết ra. Tiểu nha đầu không xấu, tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Loạn hải địa cung này đến cùng là nhiệm vụ gì, có thể nói một chút không? Nhiếp Vân hỏi, loạn hải địa cung là cường giả tông môn tìm kiếm được một tu la huyệt, ở đây có không ít tu la binh, mỗi người thực lực cường đại, tiến vào trong đó hơi không cẩn thận sẽ bị đánh chết. Tiểu nha đầu vội vàng nói, tu la huyệt, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên, đối với người khác mà nói, tu la huyệt là chỗ đáng sợ nhất, với hắn mà nói lại là kho đan dược, có thể làm cho tu vi của hắn tăng nhiều, cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát, biết rõ bên trong không có tu la tướng, nhiếp vân lập tức yên tâm. Thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng phải tu la tướng, chỉ tu la binh mà nói, không có chút ảnh hưởng nào. Ngươi, không sợ, tiểu nha đầu thấy thiếu niên ở trước mắt không có vẻ lo lắng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Sợ hãi cũng không có biện pháp, đã an bài, liền đi qua đi, truyền tống trận tiến vào loạn hải địa cung ở địa phương nào. Nhiếp vân cười nói, thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy tự tin, khuôn mặt tiểu nha đầu đỏ lên. Ta nói người nhất định phải tin tưởng, ngàn vạn lần cẩn thận a. À. Truyền tống trận ở trong nhất, hiện tại đã có 9 người chuẩn bị xong, còn kém một cái, người đi qua có thể trực tiếp tiến hành truyền tống. Tốt, nhiếp vân gật đầu, loại nhiệm vụ đệ tử chân truyền này cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều người đều là kết bạn mà đi, số lượng kết bạn tốt nhất là cực hạn của truyền tống trận. 10 cái, bởi vì là quần thể, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, tỷ lệ sinh tồn có thể lớn hơn nhiều bằng không thì chỉ bằng vào thực lực cá nhân tiến vào địa phương nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nha đầu, nhiếp vân đi vào tận cùng của truyền tống điện, quả nhiên thấy mấy người đứng tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Có người cũng tới tham gia loạn hải địa cung khảo hạch sao. Thật tốt quá, rốt cuộc đợi đến lúc 10 người, chúng ta có thể đi rồi. Hai người mới vừa tới, chợt nghe một thanh âm vang lên, trong đám người có một nữ tử cười nói. Nữ tử này khoảng 27-28 tuổi, rất có khí độ tựa hồ ở trong mấy người còn lại có uy vọng cực cao. Đặng tiêu tỷ tỷ, vị diệp thần sư huynh này là tới tham gia đệ tử nội môn khảo hạch, kết quả đắc tội người, bị phân phối đến đây, hy vọng ngươi chiếu cố hắn thoáng một phát, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu nha đầu chứng kiến nữ tử, vội vàng giới thiệu. Tham gia đệ tử nội môn khảo hạch, nói như vậy, hắn là đệ tử ngoại môn, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Còn muốn để cho chúng ta chiếu cố, Ngươi cho rằng loạn hải địa cung là nhà của ngươi sao, chúng ta đều cử tử nhất sinh, không biết có thể còn sống sót hay không, nếu lại mang một phế vật mà nói, thì thực xong rồi. Hừ, đợi thời gian dài như vậy vốn tưởng rằng có thể đợi đến một cao thủ, không nghĩ tới đợi đến một phế vật. Nghe được tiểu nha đầu nói, đám người lập tức tạc mở nồi. Mọi người đợi đến một cái cuối cùng mới truyền tống, mục đích đúng là chờ một người thực lực mạnh, 10 người tạo thành một đoàn thể, lẫn nhau chiếu ứng, lúc tiến vào loạn hải địa cung, giảm bớt nguy hiểm không nghĩ tới cuối cùng đến một đệ tử ngoại môn cho hắn gia nhập chỉ biết cản trở để cho bọn hắn lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm toàn bộ im miệng cho ta đặng tiêu nhíu mày khoát tay cắt đứt thoại ngữ của mọi người thấy nàng lên tiếng mọi người đều ngừng lại người có thể đi theo chúng ta bất quá chín người chúng ta tổ hợp đại trận người cũng đừng lẫn vào gặp được nguy hiểm trốn vào trong trận pháp gian có thể bảo vệ người an toàn bất quá nếu như chúng ta cũng không kiên trì nổi liền tự cầu nhiều phúc a à. Đa tạ, nhiếp phân gật gật đầu, đối với đặng tiêu này hảo cảm tăng nhiều. Từ phản ứng của mọi người cùng với một loạt sự tình, hắn biết rõ loạn hải địa cung này khẳng định cực kỳ nguy hiểm, địa phương nguy hiểm như thế, phối hợp cũng không kịp, rõ ràng còn đáp ứng bảo vệ mình, nói rõ người này tâm nhãn không tệ. Vân Vũ Tông từ khi hắn nhìn thấy Diệp Tần bắt đầu, liền không thấy được một người tốt, đột nhiên xuất hiện một người có tình vị, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đặng tiêu tỷ tỷ là đệ tử nội môn lợi hại nhất, Thực lực đã đạt đến Thiên Tiên sơ kỳ đỉnh phong, có nàng bảo hộ ngươi, sẽ an toàn không ít, chỉ mong ngươi có thể thành công." Sắc mặt tiểu nha đầu đỏ lên thoáng một phát, dặn dò nhiếp vân một câu, quay người ly khai. "Đặng Tiêu sư tỷ, chúng ta còn lo không xong, lại giúp một người chỉ biết tán gái hồ đồ như vậy, có chút phiền phức a." Chứng kiến biểu lộ của tiểu nha đầu, trong đám người có một thanh niên sinh ra vẻ chán ghét. Nhìn bộ dáng của tiểu nha đầu kia, rất hiển nhiên đối với thiếu niên này quan tâm vượt qua bình thường có thể ở trong thời gian ngắn, để cho nữ hải có bộ dạng này, xem xét liền biết là người hồ đồ. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, tiến vào truyền tống trận A, chúng ta là một chỉnh thể, đoàn kết mới có thể sống, nếu không, muốn hoàn thành nhiệm vụ, khó. Đặng tiêu đánh gãy thanh niên nói, thân thể mềm mại đi đến truyền tống trận, trực tiếp tiến vào trong đại trận. Trường 1387, Cổ chiến trường 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những người khác thấy nàng lên tiếng, không ai dám phản bác, nối đuôi nhau mà vào, nhiếp vân cũng theo ở phía sau. Ông, hào quang lập lè, trận pháp khởi động, nhiếp vân chỉ cảm thấy trước mắt u ám, lập tức đi vào một không gian đen kịt. Đây khắp nơi đều là tu la sát khí nồng đậm, vừa tiến vào liền để cho người sởn hết cả gai ốc, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ô ô ô, không khí chung quanh phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, một loại thanh âm như sói chu gào thét, phảng phất như tùy thời có thể để cho người lâm vào hôn mê. Cái này là địa phương thí luyện, đã đến loạn hải địa cung. Đặng tiêu đi ra truyền tống trận, đôi mi thanh tú nhíu lại, quay đầu phân phó một tiếng, bàn tay lạt lên, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này dài hơn ba thước, toàn thân mang theo hàn quang, lại là tiên khí trung phẩm. Mọi người tạo thành trận pháp, xuất hiện bất kỳ biến cố gì cũng không nên tách ra. Phân phó một câu, thần sắc đặng tiêu ngưng trọng, ân, tất cả mọi người biết rõ loạn hải địa cung đáng sợ, cả đám lấy ra binh khí từng người, chín người làm thành một vòng tròn, bao khỏa nhiếp vân ở trong đó. Nhìn một chút, nhiếp vân biết rõ các nàng dùng là hợp viên cửu long trận, là một loại trận pháp phòng ngự cực kỳ lợi hại. Vừa đến còn không có tiến công liền phòng ngự, đủ thấy các nàng kiêng kỵ loạn hải địa cung này như thế nào. Lại cảnh cáo ngươi một lần, ở trong này ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung, nghe theo mệnh lệnh, ở đây không phải địa phương khác, một khi ngươi vi phạm, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Làm thành trận pháp, đặng tiêu nhìn về phía nhiếp vân, lần nữa cảnh cáo một câu. Biết rõ, Nhiếp Vân gật đầu, biết rõ là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hừ một tiếng, Đặng Tiêu mang theo mọi người ly khai truyền tống trận, đi thẳng về phía trước. Vù vù, vừa đi vài bước, từng đạo tu la sát khí nồng đậm liền đập vào mặt, để cho sắc mặt mọi người siết chặt, có hai cái tu vi hơi thấp, tựa hồ tinh thần đã xuất hiện lắc lư. Nuốt những khiết linh đan này vào, ngừng thở, Đặng Tiêu tiện tay cho mỗi người một viên thuốc, Nhiếp Vân cũng nhận được một hạt, tiếp nhận xem xét, là khiết linh đan ngân vân nhị phẩm lúc này lắc đầu. Nơi này tu la sát khí nồng đậm, tuy loại khiết linh đan nhị phẩm này có thể ngăn cản nhất thời, nhưng muốn triệt để ngăn trở, căn bản không có khả năng. Khắc 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 khắc, hắn còn không có nghĩ xong, đột nhiên vang lên một tiếng cười gian, một bóng đen đột nhiên lao đến. Đoàn bóng đen này âm lãnh đến cực điểm, còn chưa tới trước mặt liền để cho người từ trong tới ngoài sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng khó có thể ngăn chặn. Là tu la sát khí hình thành ngụy tu la, thực lực đại khái tiên thể cảnh. Nhiếp vân nhận ra được, tu la sát khí vô cùng quái dị có được linh tính rất mạnh có thể ngưng tụ thành rất nhiều đồ vật loại hắc ảnh này cũng không phải tu la chân chính là do sát khí nhiễm tử vong chi khí hội tụ thành thực lực cụ thể mặc dù không có biến thái như tu la chính thức nhưng cũng cực khó đối phó muốn chính thức tới đối kháng chỉ có khu tu sư mới có loại năng lực này người bình thường trừ khi thực lực vượt qua quá nhiều bằng không thì rất khó đánh chết động thủ thời điểm hắn suy tư sắc mặt đặng tiêu ngưng trọng trường kiếm bắn ra một đạo hào quang hoa lệ. Kiếm khí bắn ra bốn phía, khí tức kinh người, nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân biết rõ tùy đặng tiêu này không có đạt tới cảnh giới kiếm đạo chi thủy, cũng đã tiến vào cảnh giới tông sư, đối với kiếm thuật lý giải cực kỳ khắc sâu, được xưng tụng thiên tài kiếm thuật rồi. Kiếm đạo phân cấp là bình thường, tinh anh, hạch tâm, tông sư, kiếm đạo chi thủy, võ tủy tâm kiếm, mệnh kiếm. Khắc khắc, muốn giết ta, ta xem là qua làm chất dinh dưỡng cho ta a. À. Ngụy Tu La ngăn trở kiếm quang, rơi trên mặt đất, từ xa nhìn lại, toàn thân đen nhánh, phát ra tiếng cười dữ tợn. Muốn chúng ta làm chất sinh dưỡng cho ngươi, ngươi còn non lắm. Đặng tiêu biết rõ loại vật này sẽ càng ngày càng nhiều, không dám dừng lại, đột nhiên áp bách đầu ngón tay, bàn tay ở trên không trung hoạch xuất ra một thủ ấn kỳ quái, song trường đẩy về phía trước. Ông, mấy chục viên khiết linh đan bị nàng đánh vào trường ấn, phát ra quang mang chói mắt. Bành, con ngụy tu la kia bị trường ấn tập trung, kêu thảm một tiếng, hóa thành vô hình. Bất quá, sắc mặt đặng tiêu cũng trở nên cực kỳ khó coi, tựa hồ thực lực thiên tiên cảnh của nàng, đối với cử động vừa rồi tiêu hao rất lớn, có chút không đủ sức. Nàng chỉ dùng bí pháp, dung hợp chi khí trong khiết linh đan lập tức nổ tung, đạt tới mục đích diệt sát Tu La, đương nhiên, loại thủ đoạn này chỉ có thể đánh chết ngụy Tu La, gặp được Tu La chính thức, dùng loại phương pháp này, ít có khả năng. Nhiếp vân gật đầu, khiết linh đan chỉ có khu tu sư mới có thể luyện chế, trong đó có chứa dung hợp chi khí mỏng manh đối với tu la có uy hiếp nhất định bất quá chỉ có thể đối phó ngụy tu la gặp được tu la chính thức liền bất lực rồi nơi này là một cổ chiến trường của tu la cùng nhân loại chiến đấu những ngụy tu la này là tu la sát khí phụ thuộc linh hồn nhân loại sinh ra vật chất công kích vô dụng mọi người có tinh thần công kích gì thì thi triển ra ngàn vạn lần đừng lưu tình nuốt vào một viên thuốc sắc mặt đặng tiêu trì hoãn trở về thấp giọng khẽ nói cổ chiến trường Nghe được giải thích, lúc này nhiếp vân mới chú ý. Tại đây thật đúng là cổ chiến trường, hình như là tu la cùng nhân loại chiến đấu, trong sát khí u ám còn ẩn chứa một cổ gió lạnh để cho người buồn nôn, tựa hồ tùy thời có quỷ hồn qua lại, để cho người khó lòng phòng bị. Ô ô ô, đột nhiên, không chung lần nữa vang lên thanh âm nức nở nghẹn ngào, lần này tới không phải ngụy tu la, mà là đồ vật hình dáng. Chim to, bóng đen lập lè, mang theo khí tức huyết tinh thị sát. Những vật này cũng là tu la sát khí diễn biến, có thể tiến hành vật lý công kích đối với người. Sát, hai hàng lông mày của đặng tiêu dựng thẳng lên, trường kiếm hóa thành mưa tên chạy ra đón chào. Dầm dầm, kiếm quang bắn ra bốn phía, ở trên thân chim kích ra hỏa hoa, thanh âm nức nở nghẹn ngào, nương theo huyết phố tanh hôi, mặt đất rất nhanh nhiều ra một đống thi thể. Phốc, phốc, hắc điều bị đánh chết, trong đám người rốt cục có người không kiên trì nổi bị thương. Trường 1388, Cổ chiến trường 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Người này vừa bị thương, tu la sát khí lập tức dọc theo miệng vết thương quán thâu vào, để cho hắn sống không bằng chết, khó có thể tự kiềm chế. Thân kiêu, mau ăn viên thuốc này vào, đây là ta thật vất vả nhờ một vị khu tu sư nhị phẩm lấy được đấy. Ngón tay đặng tiêu bắn ra, một viên thuốc rơi vào trong miệng người này. Nuốt dược hoàn vào, sắc mặt người này tốt hơn nhiều, lúc này mới không biến thành tu la. Hợp viên cửu long trận vận chuyển, mọi người làm tốt phòng ngự muốn hoàn thành nhiệm vụ phải giết chết một con tu la binh hơn nữa lấy được xương sườn căn cứ ta trước kia lấy được tư liệu tu la binh chỉ ở trong địa cung chúng ta phải tìm được cung điện tàn phá kia mới có thể thành công hàm răng đặng tiêu cắn chặt thở nhẹ địa cung cách chúng ta rất xa có thể kiên trì đến hay không liền xem mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực làm tốt phòng ngự đặng tiêu sư tỷ yên tâm sắc mặt mọi người ngưng trọng đồng thời gật đầu thì triển ra các loại công kích sở trường nhất ngoại trừ đặng tiêu mấy người còn lại cơ hồ đều giống như nhiếp phân thực lực nửa bước thiên tiên cảnh từng người đều có kỳ ngộ thủ đoạn chín người liên hợp chung một chỗ thực lực cũng không kém một đường đi về phía trước nhiếp phân cũng không ra tay mọi người rất nhanh đi vào một chỗ tường thấp cũ nát đây là cường giả tông môn bố trí xuống chỗ nghỉ ngơi mọi người nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực chờ hoàn toàn khôi phục lại đi chung quanh tường thấp có một trận pháp không lớn vừa vặn có thể dung nạp mọi người Đặng Tiêu đi đầu tiến vào, quay đầu nói, "Loạn Hải Địa cung cũng không phải toàn bộ đều là tử địa, còn có một chút đại năng vân Vũ tông lưu lại nơi nghỉ ngơi, ở chỗ này có thể đạt được khôi phục, bất quá ở đây như trước có tu la sát khí nồng đậm, mặc dù khôi phục mà nói, cũng không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể nuốt khiết linh đan." Đặng Tiêu lấy ra mấy chục viên khiết linh đan phân phối cho mỗi người 10 viên. Khiết linh đan ta cũng không nhiều, mọi người có thể khôi phục bao nhiêu liền bấy nhiêu. Khiết linh đan là linh khí thuần khiết hiệp đồng một tia dung hợp chi khí hội tụ thành, cấp bậc bất đồng, công hiệu cũng bất đồng, khu tu sư nhị phẩm luyện chế khiết linh đan, bản thân chỉ có thể bổ sung thể lực cho tiên thể cảnh, mà bây giờ mọi người kém cỏi nhất cũng là nửa bước thiên tiên cảnh, nuốt vào, nói trắng ra là ngay cả một phần mười thể lực cũng không thể khôi phục. Cho phế vật này cũng là lãng phí, còn không bằng cho ta đi. Thanh niên trước kia nhìn nhiếp vân không vừa mắt thấy đặng tiêu chia đan dược, liền đưa tay đoạt tới, há miệng nuốt vào. Từ Siêu, ngươi làm cái gì vậy? Đặng Tiêu không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy, sắc mặt trầm xuống. "Không có gì, hiện tại nguy cơ trùng trùng, chúng ta khôi phục một phần là một phần, cho loại phế vật như hắn lãng phí khiết linh đan, còn không bằng phân cho mọi người, để cho mọi người khôi phục thêm một ít thể lực, đến lúc đó cũng có thể sống lâu một thời gian ngắn." Từ Siêu khẽ nói, "Từ Siêu nói rất đúng, ở đây nguy hiểm, muốn đạt được xương sườn tu la, giống như mò kim đáy biển, lãng phí cho phế vật còn không bằng lưu cho chúng ta, tỷ lệ sống có thể lớn hơn một ít. Từ siêu nói lập tức đưa tới mọi người đón ý nói hùa, một nữ tử cũng lớn tiếng nói. Hai người bọn họ mới mở miệng, ánh mắt của người khác đồng loạt nhìn nhiếp vân, trong mắt đầy vẻ xem thường. Vốn chín người bọn hắn có thể tính toán cao thủ, phối hợp đại trận, sức chiến đấu càng cường đại hơn, ai biết cuối cùng rõ ràng đến một tiểu tử tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Tuy không nhìn ra tu vi cụ thể của hắn, nhưng chỉ từ thân phận đệ tử ngoại môn, 18-19 tuổi, có thể đoán được thực lực của hắn sẽ không ra hồn. Lại nói trên đường đến, tiểu tử này rõ ràng một chiêu cũng không có ra tay, chỉ sợ thực lực hoàn toàn chính xác không được. Tốt rồi, đã cùng chúng ta một đội, diệp thần, chờ thời điểm gặp được Tu La, tận lực ra tay, mặc dù giết không chết, cũng có thể mang đến hiệu quả, giảm bớt áp lực cho chúng ta. Lông mày đặng tiêu nhân thoáng một phát, không tốt phản bác mọi người, quay đầu nói với nhiếp vân. Nói thật nàng đối với nhiếp vân này cũng có ý kiến nhất định, không có thực lực cần gì tới tham gia loại khảo hạch này, chẳng lẽ ngươi cho rằng đệ tử chân truyền khảo hạch dễ dàng như vậy sao? Nếu dễ dàng thông qua như vậy, đệ tử chân truyền của toàn bộ Vân Vũ tông không đến mức ít như vậy. Được rồi, thấy Đặng Tiêu lên tiếng, Nhiếp Vân gật đầu. Đối với thái độ của mọi người, hắn không để ý, trước kia sở dĩ không có ra tay, là vì những vật này không có tất yếu ra tay. Lại nói, còn chưa đến trước mặt đã bị bọn người Đặng Tiêu đánh chết, lại để cho hắn ra tay như thế nào? Tiếp tục a. À, ở đây chỉ có thể phòng ngự tu la không tiến công, nhưng không thể ngăn cản tu la sát khí, bị sát khí xâm nhập thời gian càng dài, sức đề kháng lại càng yếu, đợi thời gian dài mà nói, không cần bọn hắn động thủ, chúng ta đồng dạng sẽ chết ở chỗ này. Nuốt vào khiết linh đan, mọi người khôi phục một tia thể lực, đặng tiêu đứng dậy. Tu la sát khí đối với linh hồn có tính ngủ thực, tuy tất cả mọi người là nửa bước thiên tiên cảnh, nhưng thời gian lâu như trước sẽ không chịu nổi, lâm vào điên cuồng, biến thành cuồng ma sát nhân. Cho nên mặc dù nghỉ ngơi cũng không thể ở thời gian quá dài, bằng không sẽ lâm vào trạng thái càng thêm bị động. Phía trước là loạn hải địa cung rồi, bên trong có vô số tu la, nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Chỉ về phía trước, đặng tiêu tựa như nữ anh hùng, khí tức kích động, biết rõ phía trước cửu tử nhất sinh, nhưng không có ý lùi bước chút nào. Sông A, chịu ảnh hưởng, những người khác cũng kêu ra tiếng, cả đám nhiệt huyết sôi trào. Đi ra tường thấp, mọi người tiếp tục tiến lên, lúc này tu la sát khí trên không trung càng nồng đậm, giống như cây kim kích thích linh hồn mọi người, ý chí hơi không kiên định, chỉ sợ khó có thể chống cự, triệt để trầm luân. Liên tục đánh chết vài quái vật, một địa cung cũ kỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Địa cung này phảng phất như thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, cũ nát không chịu nổi, vách tường rêu phong, mặt đất màu nâu xanh gồ ghề, chứng minh ở đây từng phát sinh qua chiến đấu thảm thiết. Mọi người cẩn thận chút, lại tới đây, tốc độ của mọi người liền chậm lại chương 1389, Gia tay 1. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền là săn giết tu la cướp lấy xương sườn tu la, trước kia đánh chết đều là quái vật do tu la sát khí biến ảo, vô hình vô chất, không có xương sườn, có thể thành công hay không, ngay ở lần hành động này rồi. Chỉ cần chúng ta không tiến vào địa cung, bình thường sẽ không gặp được tu la lợi hại, vạn nhất có chạy ra, đánh chết một con liền đủ chúng ta thông qua khảo hạch. Đặng tiêu an ủi mọi người một câu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nghe được thanh âm quái dị vang lên, tựa như thổi kèn tử vong. Khắc 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 khắc, tin tức truyền đến quả nhiên không sai, thức ăn ngon muốn tới, thật tốt quá. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người còn không kịp phản ứng liền chứng kiến mấy trăm tu la từ bốn phương tám hướng vây qua, số lượng nhiều như cá giết sang sông. Những tu la này mỗi một con đều có thực lực tiên thể cảnh đỉnh phong, mấy trăm con trồng chất chung một chỗ giống như thao thiết, phát ra sát khí để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, để cho sắc mặt bọn người đặng tiêu toàn bộ biến đổi. Tu la huyết thống đẳng cấp cao, sức chiến đấu mạnh, tu la tiên thể cảnh đỉnh phong, bình thường chân tiên cảnh đỉnh phong cũng mơ tưởng chiến thắng. Hơn nữa ở đây tu la sát khí sung túc, bọn hắn càng là bất tử chi thân, như thế nào đối phó. Đến một hai còn thì thôi, thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy, dù là đặng tiêu gan lớn, cũng biết lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thân thể mềm mại không ngừng run dày. Đã xong, Tại sao có thể như vậy? Tông môn nhiều đệ tử thí luyện như vậy, chỉ cần không tiến vào địa cung, tối đa chỉ có một hai con tu la, tại sao có thể có nhiều như vậy? Những người khác càng thấp thỏm lo âu, mặt như màu đất. Khắc khắc, trước kia chúng ta nhận được tin tức có nhân loại muốn vào, vốn còn tưởng rằng là giả, hiện tại xem ra, thật có bữa ăn ngon rồi. Trong bầy tu la, một con tu la đi ra, khắc khắc cười nói. Nhìn các tu la chung quanh cung kính với nó, hẳn là đầu lĩnh. Nhiếp vân nhìn một chút, phát hiện tu la này có được tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ tuy cấp bậc như cũ là tu la binh nhưng tu la sát khí trong cơ thể tinh thuần lực lượng thuần khiết ân lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tu la như vậy phát hiện đều là tu la binh rõ ràng cũng có chút không giống nhau nhịn không được nghi hoặc tu la có thể thông qua cắn nuốt tu luyện giả thôn phệ tiên lực tấn chức huyết mạch tu la này chỉ sợ lại nuốt mấy thiên tiên liền có thể tiến hóa thành tu la tướng rồi tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn đặng tiêu giống như giải thích nói một câu thôn phệ tu luyện giả, thôn phệ tiên lực tấn cấp huyết thống. Nhiếp Vân hiểu được, khó trách nhân loại cùng Tu La có cửu hận lớn như vậy, nguyên lai. Trong mắt Tu La, nhân loại là lương thực tấn cấp của bọn hắn, chỉ có không ngừng giết chóc, thôn phệ, mới có thể tấn cấp, tăng lên huyết mạch. Khắc khắc, không cần thôn phệ mấy thiên tiên, 10 người các ngươi, có nửa bước thiên tiên, có thiên tiên cảnh sơ kỳ, chỉ cần ăn sạch toàn bộ bọn ngươi, ta có thể tấn cấp Tu La tướng, thực lực tăng nhiều. Nghe Đặng Tiêu nói, Tu la thủ lĩnh liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, ngón tay ngăm đen chỉ về phía trước, hét to. Các con, trước bắt lấy nữ nhân này cho ta hưởng dụng. Vâng, xì 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 xì, lập tức ba con tu la nghe theo mệnh lệnh, thét chói tai đánh tới đặng tiêu. Muốn ăn ta, chết, sống chết trước mắt, đặng tiêu chẳng quan tâm sợ hãi, hiện lên ý hung ác, tay hướng lên, trường kiếm thẳng tắp đâm qua một con tu la. Dâm ào ào, trường kiếm vô cùng sắc bén, đâm vào thân hình con tu la kia dâm ào ào thoáng một phát xé mở một vết thương bất quá miệng vết thương này ở dưới tu la sát khí quán thâu thời gian nháy con mắt liền khép lại Người đi chết ga hai tay của tu la này đưa về phía trước móng vuốt quỷ khí um tùm chảo mất trường kiếm của đặng tiêu ngay sau đó tay còn lại ấn qua thấy kiếm bị đối phương bắt đi đặng tiêu cũng không hoảng loạn tay trái vừa lật chạy ra ngăn đón bành cả hai va chạm khí thức của đặng tiêu trầm xuống con tu la này thì lui về phía sau mấy bước lắc lư giống như uống say. Đặng tiêu là thiên tiên cảnh sơ kỳ, Con tu la này bất quá tiên thể cảnh đỉnh phong, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, như trước không phải đối thủ. Xeo, xeo CKIT, T, T, hai con tu la còn lại thấy đồng bạn có hại chịu thiệt, liền lao đến, đặng tiêu lập tức rơi vào hạ phong. Bảo hộ đặng tiêu sư tỷ những người khác biết rõ một khi nàng xảy ra vấn đề, bọn hắn khẳng định cũng không sống được, khu động trận pháp, tiên lực lập lòe, xé ra hai tên tu la này thực lực không tệ, trận pháp cũng rất tốt, bất quá, ta nhìn xem có thể đỡ nổi ta hay không. Tu la thủ lĩnh thấy thuộc hạ thất bại, ánh mắt trầm xuống, ở trong tiếng gầm gừ, bước chân di động về phía trước, thân ảnh lập lòe hai cái, đi vào trước mặt đảng tiêu. Cút ngay, Đặng tiêu biết rõ thực lực của đối phương khẳng định không kém gì nàng, tú mi hơi dương, song trưởng mạnh mẽ đánh ra. Khắc khắc, nằm xuống cho ta, tu la thủ lĩnh cười lạnh, một quyền nghinh tiếp, bành, quyền trưởng giao kích, sắc mặt đảng tiêu đỏ lên, cuồng phun máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Chỉ một chiêu liền bị thương, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nàng vừa bại, trận pháp lập tức xuất hiện bối rối, trận pháp phòng ngự vốn uy lực vô cùng, thời gian qua một lát liền sụp đổ, tan đàn xẻ nghé. Lần này phải chết sao, thấy trận pháp ngăn cản không nổi, trong lòng mọi người đồng thời mát lạnh, sinh ra bi ai nồng đậm. Bị nhiều tu la như vậy vây quanh, còn có một gia hỏa sắp tiến hóa tu la tướng, cho dù muốn chạy trốn cũng bất lực. Đáng tiếc ta một đường nếm mật nằm gai, cố gắng tu luyện, vốn tưởng rằng có thể trở thành đệ tử chân truyền, không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Trong mắt Đặng Tiêu tràn đầy tuyệt vọng, thời điểm nàng cảm thấy lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên con mắt rơi vào trên người Diệp Thần một mực không có ra tay kia. Lúc này Diệp Thần đang lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhìn về phía Tu La thủ lĩnh, tựa hồ tràn đầy kỳ quái mới lạ. Thằng này có bệnh sao, đã sắp chết, còn có biểu lộ này? Cử động của đặng tiêu lập tức đưa tới những người khác chú ý, tám người còn lại tới tham gia thí luyện, lúc này cũng đồng loạt tập trung ánh mắt lên người nhiếp phân. chương 1390, ra tay khai. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Ách, không có ý tứ, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tu la như vậy, cảm thấy có chút mới lạ, thất thần rồi. Mọi người tập trung ánh mắt, rốt cục để cho nhiếp phân tỉnh táo lại, gãi gãi đầu vẻ mặt xấu hổ. Không phải mới vừa rồi hắn không muốn ra tay, mà lần đầu tiên gặp được nhiều tu la như vậy, trong nội tâm bị cuồng hỉ chiếm hết, một mực cân nhắc như thế nào đánh chết những thứ này mà không để cho người khác phát hiện, chỉ là không nghĩ tới bọn người đảng tiêu kiên chỉ thời gian ngắn như vậy, mới mấy tức liền té trên mặt đất. Thất thần, nghe nói như thế, mọi người thiếu chút nữa thổ huyết. Thất thần, thú vị, vốn ta còn muốn trước ăn nữ nhân này, người đã thú vị như vậy, trước ăn ngươi a. Tu la thủ lĩnh cũng nở nụ cười, tiến về phía trước một bước, quỷ thủ chảo xuống. Ăn ta thực lực ngươi quá thấp, không để ý tới hắn chộp tới, nhiếp vân nhấc chân đá tới. Bành, tu la thủ lĩnh còn không kịp phản ứng, trên mặt lộ ra biểu lộ vặn vẹo, trùng trùng điệp điệp quỳ dạp xuống đất, không ngừng phun nước miếng. Một cước này, nhiếp vân cũng không phải đơn thuần đá chúng hắn. Còn quán thâu một đạo dung hợp chi khí, không ngừng tiêu hao sinh cơ của hắn. Cái này, một cước đá bay tu la, ngươi, một màn trước mắt, làm bọn người đặng tiêu điên rồi. Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng tiểu tử tới tham gia nội môn khảo hạch kia thực lực không được tốt lắm như thế nào cũng không thể tưởng được lần thứ nhất ra tay cho bọn hắn rung động lớn như vậy một cước đá bay tu la mà đặng tiêu sư tỷ đánh không lại muốn giết ta chẳng phải vô cùng đơn giản ta còn nói hắn như vậy đoạt khiết linh đan của hắn từ siêu càng là mồ hôi lạnh chảy dòng sắp sợ tráng váng từ khi nhìn thấy ra hỏa diệp thần này hắn vẫn xem không vừa mắt cảm thấy kéo chân sau của mọi người hiện tại mới biết được là nhóm người mình kéo chân sau của hắn. Loại thực lực này, mặc dù một mình giết vào cũng sẽ không có vấn đề, không so đo với mình, không phải vì không dám, mà là khinh thường. Mọi người lên, giết thằng này cho ta. Tu la thủ lĩnh bị đá bay, trì hoãn một hồi, rốt cục khôi phục lại, sắc mặt dữ tợn giống như gan heo, điên cuồng gào thét một tiếng, quỷ chảo vung vẩy. Siêu 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 siêu, nghe được mệnh lệnh, chung quanh rất nhiều tu la đồng loạt lao đến. Hừ, nhiếp vân không sợ chút nào, thân thể nhoáng một cái, dưới chân phẳng phất như xẹt qua vài trăm mét, cắm vào trong bầy tu la. Bành 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 bành, như sói đói rơi vào bầy cừu, từng thanh âm khí bạo liên tiếp vang lên, tất cả tu la tựa như pháo hoa bạo tạc nổ tung, hài cốt không còn. Thật lợi hại, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhất định là khu tu sư, nếu không không có khả năng có sức chiến đấu mạnh như vậy. Bọn người đặng tiêu chứng kiến một màn trước mắt, cả đám hai đầu gối run rẩy lời nói cũng sắp không nói ra được bọn hắn bái kiến giết Tu La, nhưng chưa thấy qua giết Tu La nhanh như vậy. Tu La gần đây dùng hung tàn xương danh, mà tiểu tử trước mắt so với Tu La còn đáng sợ hơn, nhảy vào bầy Tu La, chàng diện thiên về một bên, không có một con Tu La có thể ngăn được. Có chút Tu La thường thường cùng hắn đối bính một quyền, liền lập tức biến thành thịt khô, linh hồn, ý chí toàn bộ mất đi, không có khả năng phục sinh. Đến phiên ngươi, rầm rầm, mấy chục cái hô hấp qua đi, nương theo một thanh âm hơi tiếc núi vang lên, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại có tu la thủ lĩnh, tu la binh khác đã toàn bộ biến thành cho bụi. Ngươi, ngươi lại có thể thôn phệ tu la chúng ta, ngươi đến cùng là người nào? Chứng kiến phế tích đầy đất, tu la thủ lĩnh nhịn không được lui về phía sau mấy bước, tràn đầy sợ hãi. Gần đây chỉ có tu la bọn hắn ăn người, mà người này vậy mà cắn nuốt bọn họ. Trong mắt người khác có khả năng chỉ thấy hắn đánh chết tu la, nhưng tu la thủ lĩnh sắp lột xác thành tu la tướng, thấy nhất thanh nhị sở, biết rõ đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần bàn tay hơi dính tới Tu La, lực lượng trên người liền cuồng bạo sụp đổ, bị hắn hấp thu. Có thể thôn phệ Tu La, cái này, vẫn là người sao, làm sao ngươi biết chúng ta hôm nay sẽ đi qua thí luyện? Ai thông chi tin tức cho ngươi? Không để ý tới hắn khủng hoảng, nhiếp vân hỏi, giết các con ta, chết cho ta. Không trả lời câu hỏi, trong mắt Tu La thủ lĩnh hiện lên một đạo âm tàn, đột nhiên lao đến. Hừ, nắm đấm của nhiếp vân lật lên, nhất chỉ điểm ra. Vù vù, Tu La thủ lĩnh không dám đối bính, lòng bàn tay bổ ra hai đạo sát khí, thân thể đột nhiên lăng không nhoáng một cái, mạnh mẽ thoát ra sau, thẳng tắp chui vào địa cung. Xem ra hắn biết rõ không phải đối thủ của Nhiếp Vân, vừa rồi tiến công chỉ là hư chiêu, đào tẩu mới là mục đích chủ yếu. Xuống đây đi, trong cơ thể có được thiên nhãn võ đạo chi khí, ở đâu không biết. Nghĩ của hắn còn không có bay xa, Nhiếp Vân quát một tiếng, thanh âm to rõ vang vọng tứ phương. Bành, sắc mặt của Tu La thủ lĩnh lập tức trở nên ngâm đen, rớt xuống, nhiếp phân đi tới trước mặt, bàn tay chảo một cái, biến thành một tấm da người. Trực tiếp đánh chết Tu La, không hề hỏi nhiều, dù sao mặc dù không hỏi, nhiếp phân cũng biết chắc là Trúc Hải thi triển quỷ kế, bằng không thì chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không thể quái dị như thế, thoáng một phát toát ra nhiều Tu La như vậy. Đương nhiên, Trúc Hải dùng phương pháp gì có thể làm cho Tu La ở đây biết được, thì không rõ rồi. Ai? đáng tiếc những tu la này cấp bậc quá thấp, mặc dù cắn nuốt trợ giúp ta cũng không quá lớn. Sau khi đánh chết toàn bộ tu la, nhiếp vân có chút thất vọng. Mấy trăm con tu la thêm một gia hỏa sắp lột xác thành tu la tướng, theo lý thuyết thôn phệ toàn bộ, nên có đột phá rất lớn, ít nhất có thể đột phá nửa bước thiên tiên cảnh, nhưng tiếc không như mong muốn, hiện tại ngay cả thiên tiên cảnh cũng không có đạt tới. Không phải hắn áp chế thực lực, mà là những tu la này đối với hắn hiện tại mà nói, cấp bậc quá thấp, đã không thể để cho hắn tân cấp muốn có tiến bộ, chỉ sợ ít nhất phải thôn vệ tu la tướng thiên tiên cấp mới được. Cảm khái một tiếng, nhiếp vân không hề để ý, đi tới trước mặt bọn người đặng tiêu. Diệp thần, ngươi, nhìn tràng cảnh bừa bộn trước mắt, toàn thân đặng tiêu run rẩy không còn bộ dáng bình tĩnh vũ dũng trước kia. Ngươi giết những tu la này, từ siêu nuốt nước miếng, khiếp sợ tựa như phát điên. Trường 1391, giết chết toàn bộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com không phải thực lực bản thân ta, là phiền lạc trưởng lão ở trước khi ta đến cho ta một kiện bảo bối, chỉ cần tế ra có thể thôn vệ tu la, nếu như ta có loại thực lực này, cũng không trở thành đệ tử vừa khảo hạch nội môn rồi. Thời điểm chiến đấu, nhiếp vân đã nghĩ kỹ chối từ. Tuy những tu la này lợi hại, nhưng đối với cường giả la tiên cảnh mà nói không đủ xem, đổ chuyện này lên trên người trưởng lão la tiên cảnh, cũng không để cho người hoài nghi, lại có thể bỏ qua quan hệ với mình. Hơn nữa thời điểm nói những điều này, hắn còn cố ý ở trong thanh âm gia nhập thiên phú tiên âm đầu độc linh hồn đạt tới tiên cấp trung kỳ hai đại thiên phú này đã có thể hoàn mỹ thi triển a là như thế phiền lạc trưởng lão lưu lại thủ đoạn khó trách nghe được giải thích của hắn mọi người đều sửng sốt khó mà tin được bất quá rất nhanh ở dưới dưới tác dụng của tiên âm đầu độc sư đầu choáng váng tin tưởng vững chắc sự thật này hoàn toàn chính xác nếu như chính hắn có được loại thực lực này đừng nói chỉ là đệ tử ngoại môn chỉ sợ sớm đã là đệ tử chân truyền. Nghĩ này vừa sinh ra, lập tức khó có thể ngăn chặn, cả đám biết rõ sau lưng Diệp Thần có trưởng lão làm chỗ dựa, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mọi người từng người lấy xương sườn tu la a, thấy mọi người đã tin tưởng lời của mình, nhiếp vân nhẹ nhàng thở ra, nói sang chuyện khác. Những người này tổng thể mà nói, đối với hắn là tốt, lần này cứu mọi người, có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền, cũng coi như báo đáp ân tình rồi. Thấy khắp nơi đều là thi thể tu la, con mắt mọi người lửa nóng, mỗi người lấy mấy cây, Nhiếp Vân cũng tùy tiện cầm một cây, cất vào đan điền. Còn muốn dùng cái này thông qua khảo hạch a, ở chỗ này ta nhờ mọi người một sự kiện, hy vọng có thể đáp ứng. Thấy mọi người đều lấy đủ xương sườn, sắc mặt Nhiếp Vân trịnh trọng nhìn về phía mọi người. Diệp Thần sư huynh có chuyện gì liền nói thẳng là được, mệnh của chúng ta là người cứu, có thể hỗ trợ sẽ không chối từ. Đặng Tiêu nói, đúng vậy, có chuyện gì cứ việc phân phó, nói nhờ là gãy sát chúng ta rồi. Nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm chết, chỉ cần ngươi mở miệng, sông pha khói lửa không chối từ. Mọi người đều nở nụ cười, những người này cho dù ở Vân Vũ tông phát triển, nhưng mỗi người lại là người hào sảng, không giống đám người đoạn tiếu, vương trọng. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, lần này có thể đánh chết nhiều tu la như vậy, tất cả đều là thủ đoạn của phiền lạc trưởng lão, ta hy vọng các vị đi ra ngoài, không nên nói ra chuyện này liền nói may mắn giết được một con thông qua khảo hạch bằng không thì ta sợ sẽ bởi vì chuyện này gây ra không ít phiền toái nhiếp vân vò đầu nói ta còn tưởng rằng chuyện gì cái này đơn giản trưởng lão trợ giúp đệ tử đã xem như không tuân theo quy định chúng ta sẽ không nói ra mọi người vội vàng gật đầu đa tạ nhiếp vân nở nụ cười dù sao đến vân vũ tông chỉ cần đạt được vân vũ tôi thể dịch liền trực tiếp ly khai chỉ cần những người này trong thời gian ngắn không nói liền không có vấn đề Thí luyện hoàn thành, mọi người ly khai, trước khi đi, nhiếp vân dùng thiên nhãn nhìn thoáng qua địa cung, phát hiện bên trong không có đặc thù gì, chỉ là một chiến trường từ viễn cổ lưu lại, không có bảo khí lập lòe, liền buông tha cho đi vào giò xét. Không lợi không dậy sớm, không có bảo bối, cho dù trong này không nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không thèm vào. Lúc rời đi, nhiếp vân dùng hỏa diễm thiêu đốt mặt đất, xóa đi tất cả dấu vết. Động tác của hắn cực kỳ nhỏ, bọn người đặng tiêu cũng không phát hiện. Một đoàn người rất nhanh đi tới truyền tống trận, dùng truyền tống trận ra loạn hải địa cung. Vân Vũ tông trận pháp điện, một tiểu nha đầu ngồi ở trên ghế, hai tay nâng má, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía truyền tống trận. Bọn hắn tốt nhất không nên gặp chuyện không may, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải mau trở lại, chỉ cần không gặp chuyện không may là được. Hai mắt xoay tròn, nhìn truyền tống trận, lộ ra vẻ lo lắng. Tuy mỗi ngày đều có rất nhiều người tham gia thí luyện, cũng có rất nhiều người bởi vậy tử vong. Không thể trở về, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đối với thiếu niên tiến vào trong đó kia lưu lại ấn tượng rất sâu. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, lại mang theo dáng tươi cười khiến người động tâm, khí tức ấm áp, nói chuyện với hắn cực kỳ thoải mái, không có phân tranh như những đệ tử khác chút nào. Ông, ngay thời điểm nàng nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên truyền tống trận lóe lên hào quang, vận chuyển. Quay trở lại rồi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên truyền tống trận xuất hiện 10 người, chính là 10 người trước kia tiến vào loạn hải địa cung. Các ngươi trở về rồi, thí luyện không thành công không sao cả. Lần sau có thể tiếp tục, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng thì tốt rồi. Thấy bọn họ xuất hiện, tựa hồ không có người tổn thương, khuôn mặt tiểu nha đầu đỏ lên, nở nụ cười, lời mới nói một nửa, đột nhiên con mắt trợn tròn. Các ngươi toàn bộ thí luyện thành công rồi hả? Đã nhận được xương sườn tu la, 10 người đều nhận được, thân là người quản lý truyền tống trận, đối với đệ tử chấp hành thí luyện trở về có hoàn thành nhiệm vụ hay không là có phương pháp đặc thù phân biệt rõ. Trên thân mọi người mang theo ngọc bài nhiệm vụ, ông ánh sáng chói, phóng xuất ra hào quang, xem xét liền biết rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, mà không phải bỏ dở nửa chừng. May mắn mà thôi, đặng tiêu cười cười, cũng không nhiều lời. Ta biết ngay các người sẽ thành công, đặng tiêu sư tỷ là tồn tại hàng đầu của đệ tử nội môn A. Khiếp sợ qua đi, tiểu nha đầu nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía nhiếp phân. Thế nào, cảm tạ ta đi, nếu như không phải ta nhờ đặng tiêu sư tỷ chiếu cố ngươi để ngươi đi cùng bọn họ đừng nói lấy được xương sườn tu la chỉ sợ ngươi sớm đã chết rồi theo nàng sở dĩ diệp thần này có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ nhất định là bọn người đặng tiêu chiếu cố bằng không thì bằng hắn một đệ tử ngoại môn làm sao có thể hoàn thành khảo hạch của đệ tử chân truyền ách nhiếp vân còn chưa nói mọi người sắc mặt cổ quái nếu như trước mặt có kẻ đất mà nói tất cả đều hận không thể trực tiếp chui vào vẽ mặt a à, Trần trụi làm mất mặt a, à. Diệp Thần này không phải bọn hắn chiếu cố mới hoàn thành nhiệm vụ, mà là nhóm người mình được hắn chiếu cố mới may mắn thành công. Chương 1392 Đan Dược Biệt 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Đương nhiên, chuyện này trước kia đã đáp ứng đối phương, không thể nói ra được. Mọi người sắc mặt thấu hồng, cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Đây là một đồ chơi nhỏ, xem như ta báo đáp ngươi trợ giúp. Thấy biểu lộ của mọi người nhiếp phân biết rõ trong nội tâm bọn hắn suy nghĩ, lúc này nở nụ cười, lấy ra một vật phẩm trang sức màu xanh ra trời, đưa tới. Thương vĩnh trời sinh háo sắc, trên người có không ít vật phẩm trang sức lừa gạt nữ hài, sau khi đầu độc thành khôi lỗi, liền lấy hết thứ tốt, lúc này thấy tiểu nha đầu lại nhảy, tiện tay lấy ra một kiện. Cái này còn không sai biệt lắm, thấy thiếu niên cho nàng đồ vật, mặt mũi tiểu nha đầu tràn đầy đắc ý, tiện tay tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Thương Vĩnh là thiên tiên cảnh đỉnh phong, trong hàng đệ tử chân truyền cũng tính toán hàng đầu, loại nhân vật này tuyển ra đồ vật, tự nhiên không đơn giản, tuy những vật phẩm trang sức này đơn giản, nhưng nếu như lấy ra bán, chỉ sợ sẽ có giá tiền không thấp. Sao nhiệm vụ đi thôi. Thấy lực chú ý của tiểu nữ hài bị vật phẩm trang sức hấp dẫn, không hề hỏi nhiều, Nhiếp Vân cùng mọi người ly khai. Đệ tử chân truyền khảo hạch giao nhận nhiệm vụ, cùng đệ tử nội môn khảo hạch giao nhận nhiệm vụ, không ở chung một chỗ gia truyền tống điện, mọi người liền tách ra. Nhiếp phân một mình một người đi đến nhiệm vụ điện, chỉ cần đưa nhiệm vụ, có thể trở thành đệ tử nội môn, đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp lẫn vào đan dược điện. Trên đường không có bất kỳ ngăn trở, lần nữa đi vào nhiệm vụ điện. Mới vừa vào liền chứng kiến không ít người dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua, tựa hồ thấy hắn xuất hiện lần nữa cũng cảm giác được kỳ quái. Trước kia hắn một đệ tử ngoại môn nhận lấy nhiệm vụ đệ tử chân truyền khảo hạch, đã tạo thành oanh động ở nhiệm vụ điện, trở thành danh nhân lúc này rất nhiều đệ tử ngoại môn chứng kiến hắn còn sống xuất hiện cả đám đều lộ ra biểu lộ ngạc nhiên nhiệm vụ tấn cấp chỉ cần nhận lấy trong vòng nửa năm phải hoàn thành làm không được về sau sẽ không còn tư cách tấn cấp vĩnh viễn chỉ có thể là đệ tử ngoại môn giao quân trưởng lão cũng không ly khai thấy nhiếp vân trở về nhướng mày mở miệng nhắc nhở hơn nữa một khi ban phát nhiệm vụ sẽ không có khả năng thay đổi thay thế người muốn tới đây đổi nhiệm vụ khác là không có khả năng ah ta không phải đổi nhiệm vụ, nhiếp vân đi tới trước mặt, không phải đổi nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi hoàn thành, tới giao nhiệm vụ, giao quân trưởng lão nhíu mày, trước kia tiểu nha đầu ở trận pháp điện có thể liếc nhìn ra mọi người hoàn thành nhiệm vụ, là vì bọn người đặng tiêu cầm ngọc bài nhiệm vụ ở lòng bàn tay, lúc này nhiếp vân cất vào nạp vật đan điền, hắn không nhìn ra. Vâng, ta là tới giao nhiệm vụ, nhiếp vân cười nói, đổi nhiệm vụ tuyệt không khả năng, đây là môn quy, người không nên suy nghĩ. Không có nghe hắn nói, Giao quân trưởng lão vung tay lên, cho thấy thái độ công chính, bất quá lời còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được cái gì, con mắt trợn tròn. Ngươi nói ngươi là đến giao nhiệm vụ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, may mắn mà thôi, không để ý tới bộ dáng của hắn, cổ tay nhiếp phân khẽ đảo, một cây xương sườn đột ngột xuất hiện, lóe ra sát ý hung hãn. Tu la xương sườn, ngươi vậy mà thành công, ách cái này, nhìn xương sườn trước mắt, sắc mặt giao quân trưởng lão cứng đờ, lại càng hoảng sợ. Không chỉ hắn, toàn bộ đại sảnh cũng lập tức xôn xao. Trước kia thời điểm nhiếp phân lĩnh nhiệm vụ, rất nhiều người đều trông thấy, ôm tâm tình xem náo nhiệt, cho rằng thằng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai nghĩ đến thời gian không dài liền hoàn. Thành, cái này cũng quá nhanh đi, một đệ tử ngoại môn có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của đệ tử chân truyền. Đây là có chuyện gì? Làm sao vậy? Ta hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại hẳn là đệ tử nội môn, kính xin giúp ta an bài thân phận. Không để ý tới khiếp sợ của hắn, nhiếp vân cười nói. Tốt, ta lập tức an bài cho ngươi. Sao quân trưởng lão từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng tiếp nhận ngọc bài cùng tu la xương sườn, bàn tay vẽ một cái, ngọc bài lập tức phát ra hào quang màu nâu xanh, đã có biến hóa nào đó. Xem xét, nhiếp vân chỉ thấy phía trên hiện lên một nhóm chữ, đệ tử nội môn, diệp thần. Đã có ngọc bài này, tương đương hắn có thân phận mới, trở thành một đệ tử nội môn. Người bây giờ thông qua khảo hạch, đi nhân sự điện chờ đợi tông môn phân phối A giao ngọc bài cho nhiếp vân giao quân nói đệ tử ngoại môn của vân vũ tông chỉ phụ trách bưng trà rót nước quét dọn vệ sinh để tông môn vận chuyển hàng ngày không có gì khác người hầu đệ tử nội môn thì có tư cách vào rất nhiều cung điện giống như tiểu nha đầu kia trở thành kẻ quản lý bất quá không có thực quyền quá lớn chỉ là không cần làm việc có thể tự do tu luyện về phần đệ tử chân truyền chỉ cần thông qua sẽ được trưởng lão tông môn thu làm đệ tử truyền thụ phương pháp tu luyện trở thành hạch tâm chính thức của tông môn Trở thành đệ tử nội môn, Nhiếp Vân đã có tư cách được phân phối đến tất cả điện đường. Vâng, Nhiếp Vân ly khai nhiệm vụ điện, đi nhân sự điện. Nhân sự điện là cung điện chuyên môn phụ trách phân phối nhân sự, đối với đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đều có chế ước rất mạnh. Người ở đại điện này rõ ràng ít hơn nhiều nhiệm vụ điện, vừa tiến vào, liền chứng kiến số ít mấy đệ tử ở trong cung điện chờ đợi phân phối. Ân, nhìn một vòng, con mắt rơi vào chính giữa, Nhiếp Vân liếc thấy phía trên ngồi hai người một người trong đó đúng là người quen biết cũ, kỳ cương trưởng lão. Một trưởng lão khác thì chưa bao giờ thấy qua, lúc này đang ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trong tay cầm ngọc bài đệ tử, phân phối cho một đệ tử trước mặt. Trưởng lão ta muốn hỏi một chút, Vân vũ tông chúng ta tổng cộng có bao nhiêu cung điện, cung điện nào càng lợi cho tu luyện. Người đệ tử này tựa hồ cùng vị trưởng lão kia quan hệ rất tốt, nhẹ giọng hỏi. Vân Vũ Tông tổng cộng 17 đại điện, 23 đường, những địa phương này đều cần đệ tử, trong đó tốt nhất đương nhiên là nhân sự điện chúng ta, tiếp theo là công huân điện, tàng thư các. Kém cỏi nhất là đan dược điện, nếu như đi, tương đương với phán quyết tử hình. Trưởng lão kia gật đầu nói, thanh âm của hắn không lớn, nhiếp phân kể cả mấy đệ tử đến đây. Chờ đợi phân phối đều nghe tinh tường, trên mặt không hề lộ ra vẻ giật mình, tựa hồ bọn hắn sớm đã biết rõ những sự tình này. chương 1393, đan dược biệt 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com căn cốt của ngươi vô cùng tốt về sau có cơ hội trùng kích thiên tiên cảnh hiện tại được phân phối đến công huân điện người cũng không tệ phân phối đến nhân sự điện nói xong ngón tay của vị trưởng lão này vẽ ở trên ngọc bài một cái đệ tử đến đây chờ đợi phân phối liền bị phân phối đến địa phương bất đồng thời điểm vị trưởng lão này phân phối nhiếp vân thấy rõ ràng đệ tử đến đây chờ đợi lặng lẽ nhét đồ vật cho hắn hắn tựa hồ căn cứ đồ vật quý trọng tiến hành phân phối thấy một màn như vậy nhiếp vân không khỏi cảm khái nhân sự điện quả nhiên có luật ngầm chỉ cần địa phương có người liền không có ly khai những vật này rất nhanh đến phiên nhiếp phân cạch 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 đột nhiên ngoài điện một lão giả cấp tốc đi tới đúng là phiền lạc mới vừa gia nhập nhiếp phân liền thông chi phiền lạc để cho hắn mau tới đây an bài thoáng một phát để cho mình tiến vào đan dược điện đồng thanh thụ trưởng lão diệp thần này là đệ tử ta coi trọng hy vọng ngươi vừa tiến vào đại điện phiền lạc ôm quyền cười cười bất quá lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng hử lạnh đánh gãy. Nhân sự điện chúng ta là địa phương công chính, hết thải tôn trọng môn quy, không có khả năng vì Diệp Thần là đệ tử của ngươi liền tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư phân phối cho hắn chỗ tốt nhất. Nói chuyện đúng là kỳ cường ngồi ở một bên, lúc này hai mắt hắn lạnh lùng, lộ ra mỉm cười âm hàn tận xương, để cho người chán ghét. Đúng vậy, nhân sự điện chúng ta phân phối như thế nào còn không cần ngươi tới chỉ điểm, kính xin im lặng. Đồng thanh thụ trưởng lão tựa hồ đã biết kỳ cường cùng phiền lạc mâu thuẫn, cũng cười rộ lên. Các ngươi, phiền lạc không nghĩ tới hai người mới mở miệng liền phong kín tất cả lời nói, tức đến sắc mặt khó coi, lại không có biện pháp. Ngươi gọi Diệp Thần đúng không, đưa Ngọc Bài cho ta đi. Ngăn chặn phiền lạc nói, đồng thanh thụ thò tay tiếp nhận Ngọc Bài của Nhiếp Vân, nhìn thoáng qua. Ngươi có thể nhanh như vậy liền hoàn thành đệ tử nội môn khảo hạch, nói rõ có thực lực nhất định, ân, hiện tại rất nhiều cung điện đều thiếu khuyết nhân tài như ngươi, ta sẽ dùng biện pháp công bình nhất phân phối đồng thanh thụ nhắm mắt lại thuận miệng nói một câu ngón tay đột nhiên vẽ ở trên ngọc bài một cái tốt rồi liền đi đan dược điện a à, đan dược điện nhiếp vân sững sờ lập tức cuồng hỉ mục đích của hắn là đan dược điện muốn phiền lạc tới tìm quan hệ mục đích là tiến vào nơi đây vừa mới nhìn đến phiền lạc bị nhục vốn tưởng rằng không có khả năng bị phân phối qua không nghĩ tới như vậy cũng có thể thành công trong nội tâm chỉ nghi hoặc thoáng một phát liền hiểu được đan dược điện là cung điện tỷ lệ tử vong cao nhất cũng là cung điện đáng sợ nhất, sợ là mục đích của bọn hắn rất đơn giản, muốn phân phối địa phương xấu nhất, buồn nôn phiền lạc thoáng một phát, lại không nghĩ rằng đây là mình mong muốn. Đan dược điện là địa phương kém cỏi nhất, đồng thanh thụ, người đây là cố ý. Minh bạch những cái này, nhiếp phân cho cái ám chỉ, phiền lạc lập tức gào thét giống lên. Tuy trong nội tâm vui cười nở hoa, nhưng công tác mặt mũi vẫn phải làm. Phiền lạc, người đây là đang nghi vấn năng lực làm việc của ta. Muốn đại náo nhân sự điện, tốt, chỉ cần ngươi dám, ta có thể tùy thời phụng bồi. Sắc mặt của Đồng Thanh Thụ trầm xuống, "Ngươi, phiền là cố ý làm ra sắc mặt khó coi. Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng, cho dù đan dược điện cũng không có gì." Cố ý giả ra vẻ sợ trưởng lão nháo sự, nhiếp Vân an ủi phiền lạc. "Ha ha, lúc này mới đúng a, à, Diệp thần sư điệt, tiến vào đan dược điện cũng là vì tốt cho ngươi, cơ hội như vậy không nhiều lắm, phải hảo hảo quý trọng a, à, ha ha." Chứng kiến bộ dáng của hai người, Kỳ Cường vừa nói vừa cất tiếng cười to. Phiền lạc lại giả vờ giả vịt cãi lộn vài câu, lúc này mới cùng nhiếp vân ly khai. Gia nhân sự điện, khóe miệng nhiếp vân lập tức dương lên, cùng phiền lạc cáo biệt, đi đến đan dược điện. Đan dược điện ở vị trí trung tâm toàn bộ vân vũ tông, nhiếp vân một đường đi về phía trước, rất nhanh đi vào. Vừa tiến vào đại điện này, nhiếp vân lập tức phát hiện bất thường. Đây không có sinh khí như cung điện khác, thoạt nhìn không khí trầm lặng, tựa như ao tù nước đọng. Tiến vào cửa điện, nhiếp vân đi một hồi rõ ràng một bóng người cũng không thấy được, không khỏi kỳ quái. Tân tấn đệ tử nội môn diệp thần, được phân phối đến đan dược điện, đặc biệt đến báo danh. Đi vài bước thấy như trước không có người, nhiếp vân nhịn không được cao giọng hô. Két, vừa dứt lời, đột nhiên một cửa phòng mở ra, một bóng người đi tới. Chứng kiến người này, nhiếp vân nhịn không được xứng sờ, mà người này chứng kiến hắn cũng thoáng một phát ngây người. Người như thế nào bị phân phối đến đây? Sắc mặt người đến cổ quái hỏi. Nguyên Lai là Đặng Tiêu sư tỷ, không nghĩ tới ngươi là người của Đan Dược Điện." Nhiếp Vân cười khổ, "Ta vốn chính là người của Đan Dược Điện, chỉ là hiện tại biến thành đệ tử chân truyền của Đan Dược Điện." Đặng Tiêu nở nụ cười, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi không phải đệ tử của Phiền Lạc trưởng lão sao? Như thế nào bị phân công đến đây? Ta, ta đắc tội kỳ cường trưởng lão, trước kia tham gia nhiệm vụ loạn hải địa cung, cũng là hắn gây ra." Nhiếp Vân thuận miệng giải thích, "Thì ra là thế, nghe được giải thích trên mặt đẳng tiêu lộ ra một tia chán ghét. Kỳ cường trưởng lão gần đây có thù tất báo, ta sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới đáng giận như vậy. Đặng tiêu sư tỷ, ta nghe nói đan dược điện là địa phương đáng sợ nhất, sao ngươi? Nhiếp vân nhịn không được hỏi, đan dược điện này mỗi người nói tới liền biến sắc, không ai dám ra, sao đặng tiêu ở đây lại không có việc gì, sau khi trở thành đệ tử chân truyền, như trước lưu tại. Ở đây hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm, tính tình của sử tần trưởng lão cũng không tốt, động một chút lại sát nhân, nếu như ta không phải một vị luyện đan sư, ở chỗ này khẳng định cũng sống không nổi. Đặng tiêu lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi đến đây, bằng vào giao tình của chúng ta, ta sẽ chiếu cố ngươi. Cùng đặng tiêu hàn huyên một hồi, nhiếp vân xem như hiểu được. Sử tần trưởng lão chính là vị ngũ phẩm khu tu sư, tính tình cổ quái kia. chương 1394, Sử tần trưởng lão. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người này hoàn toàn chính xác cực kỳ cổ quái, chẳng những tính tình quái, tính cách cũng có chút quái dị, chỉ cần không hài lòng sẽ giận dữ, đánh chết người. Sở dĩ đặng tiêu có thể sống tới bây giờ, hơn nữa trở thành đệ tử chân truyền, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng là luyện đan sư. Mặc dù khu tu sư biết luyện chế đan dược, nhưng không phải. Luyện đan sư chân chính, rất nhiều đan dược còn cần luyện đan. Sư ra tay mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Chính vì có điều kiện này, mới khiến cho nàng có thể sống sót ở chỗ này, hơn nữa bởi vì đan dược sung túc, tốc độ tấn cấp cực nhanh. Về phần sau khi trở thành đệ tử chân truyền vì sao không ly khai, chỉ sợ cùng sử tần trưởng lão có quan hệ nhất định, dù sao không có trưởng lão nào vì thu đẳng tiêu làm đệ tử mà đắc tội hắn. Đan dược điện tổng cộng chia làm 4 khu vực, Đông Tây Nam Bắc, 4 khu vực này chúng ta có thể tiến vào ba cái Tây Nam Bắc, khu đông là trụ sở của sử tần trưởng lão, tốt nhất không nên vào, bằng không thì, coi như là ta, cũng không cách nào bảo trụ tánh mạng của ngươi. Đặng tiêu nói cho nhiếp vân một chút quy củ cùng yêu cầu. Vừa giảng thuật xong, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nghe được thanh âm này, sắc mặt đặng tiêu ngưng tụ. Sử tần trưởng lão đến rồi, nhiếp vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một lão giả đi nhanh tới. Lão giả này mặt trắng không dâu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo hung quang, làn da khô quát, xem xét đã biết rõ không dễ dàng đối phó lại là yêu nhân tuy bộ dáng đối phương không khác nhân loại nhưng thiên nhãn của nhiếp vân lóe lên liền hiểu được khó trách sử tần trưởng lão này thái độ không tốt thường xuyên sát nhân nguyên lai hắn không phải nhân loại mà là yêu nhân chỉ là che giấu vô cùng tốt liếc nhìn không ra mà thôi yêu nhân lĩnh mộ đại đạo còn nhiều hơn nhân loại thiên phú đặc thù chủng loại phồn đa cẩn thận nói tiếp so với nhân loại lại càng dễ trở thành khu tu sư sử tần trưởng lão vị này là nhân vật mới vừa được phân phối đến để để kết nghĩa của ta Diệp Thần. Đặng tiêu vội vàng giới thiệu, thời điểm nàng giới thiệu, cố ý nói để để kết nghĩa, mục đích là muốn cho thấy thân phận, hy vọng đối với nhiếp vân có chỗ trợ giúp. Rất tốt, ta ở đây đã thời gian rất lâu không có phân phối người đến, Diệp Thần, đây là dược liệu ta vừa hái đến, lấy đi nam điện, thuận tiện tăng hỏa diễm ở đó lên. Không để ý tới đặng tiêu giới thiệu, sử tần trưởng lão tiện tay ném mấy cây dược liệu, phân phó một câu. Vâng, nhìn vị trí nam điện, nhiếp vân đi tới tuy chỉ cùng sử tần này gặp mặt một lần, biết rõ thằng này không phải người dễ dàng nói chuyện, đối với mệnh lệnh của hắn tốt nhất không nên phản bác hoặc giải thích, chăm chú chấp hành ngược lại càng dễ lấy được hảo cảm. Hơn nữa ở trong mắt hắn xem ra, thằng này thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ xa không chỉ là tiên cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Bất quá, cụ thể là thực lực gì, nhiếp vân không xen vào, cũng chẳng muốn đi quản, hiện tại thành công trà trộn vào đan dược điện rồi, chỉ cần nghĩ biện pháp tìm được vân vũ tôi thể dịch, có thể trực tiếp ly khai không cần ở chỗ này lãng phí thời gian trong nội tâm nghĩ đến liền cầm dược liệu tiến nhập nam điện vừa tiến vào cung điện lập tức chứng kiến bên trong có một lò đan cự đại cái lò đan này toàn thân óng ánh cấp bậc không kém dĩ nhiên đạt tới tiên cấp trung kỳ đỉnh phong loại lò đan cấp bậc này mặc dù nhiếp phân kiến thức rộng rãi cũng là lần đầu tiên trông thấy lộ ra vẻ hưng phấn đặt đan dược ở trên kệ đi tới trước mặt lò đan cúi đầu xem xét nhịn không được lắc đầu sử tần này chỉ là khu tu sư bình thường, không có thiên phú đan hỏa, không thể tạo ra đan hỏa, cho nên sử dụng hỏa diễm, chỉ là lửa than bình thường nhất. Loại hỏa diễm này nếu như không có lò đan tốt nhất chiết xuất dược tính, chỉ sợ bất luận đan dược gì cũng luyện không thành, mặc dù thủ pháp cao minh, 10 lô có thể thành công một lò cũng coi như xác suất rất lớn rồi. Đương nhiên, lúc này hắn sẽ không tiết lộ thiên phú đan hỏa ra ngoài, điềm nhiên như không có việc gì đốt bếp than, để cho hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chỉ chốc lát sau sử tần trưởng lão đã đi tới, chứng kiến hắn đốt hỏa diễm, lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm gật đầu. Nhiếp vân thân là luyện đan sư cấp tông sư, cho dù đốt lửa than, nắm chắc hỏa hầu cũng là người bình thường không so sánh được. Hỏa diễm thiêu đốt, sử tần trưởng lão lợi dụng dược liệu luyện chế ra một lò đan dược khôi phục thể lực, bởi vì có hắn khống chế hỏa diễm, hiếm thấy không có tạc lô, cực kỳ thành công, cái này để cho sử tần trưởng lão cực kỳ cao hứng, còn thuận tiện ban thưởng hắn một viên đan dược. Rất nhanh một ngày qua đi, nhiếp vân biểu hiện để cho sử tần trưởng lão có chút lau mắt mà nhìn, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Trải qua một ngày ở chung, nhiếp vân cũng coi như minh bạch một chút, biết rõ sử tần trưởng lão này cũng không phải không dễ ở chung, chỉ là tính tình nóng này, chỉ cần không đụng vào rủi ro, liền không cần lo lắng nguy hiểm. Đây là chỗ ở của ngươi, trời tối không nên đi loạn, cũng không nên đi ra. Có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được, ta ngay ở bên cạnh. Trời tối, đặng tiêu an bài chỗ ở cho nhiếp vân, cẩn thận bàn giao vài câu. hai người bọn họ ở tiểu viện sau đan dược điện, hoàn cảnh coi như thanh nhã. yên tâm đi, nhiếp vân cười gật đầu. sau khi đặng tiêu rời đi, hắn cũng không sốt ruột tiến vào tinh cung, mà khoanh chân ngồi trong phòng. thiên nhãn vận chuyển tra xét đan dược điện, hiện tại đã trà trộn vào đan dược điện, chỉ cần nhanh một chút tìm được vân vũ tôi thể dịch, liền có thể đi ra. ân, không có bảo quang, thiên nhãn cũng nhìn không thấu trước tiên ở tây nam bắc tam đại cung điện nhìn một vòng không chứng kiến bất luận đặc thù gì khi con mắt rơi vào đông điện không khỏi sửng sốt cung điện này không có chút bảo quang nào thậm chí thiên phú thiên nhãn cũng nhìn không thấu không biết bên trong ẩn tàng cái gì hẳn là một phong ấn cực kỳ cường hãn ngừng quan sát trong nội tâm nhiếp phân suy tư có thể che khuất thiên nhãn của hắn nói rõ trong đông điện có trận pháp rất mạnh thậm chí còn có thể là kiện pháp bảo vốn tưởng rằng chỉ cần thiên nhãn mở ra tìm được vân vũ tôi thể dịch liền thi triển thiên phú thần thâu trộm đi, hiện tại xem ra, căn bản không có đơn giản như vậy. chương 1395, theo dõi Nam Cung khiếu 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngay cả Bảo Quang cũng nhìn không tới, làm sao ăn cắp. Xem ra phải bàn bạc kỹ hơn, trước nghĩ biện pháp lẫn vào đông điện lại nói. Thu hồi thiên phú thiên nhãn, biết rõ việc này không thể sốt ruột, lúc này điều chỉnh hô hấp, tiến hành tu luyện. Thôn vệ mấy trăm con tu la binh, tuy không để cho tu vi của hắn đột phá lại làm cho lần thứ sáu niết bàn có được thực lực triệt để củng cố linh hồn cũng có tiến bộ nhất định tuy cách tiên cấp trung kỳ đỉnh phong còn kém rất xa nhưng dung hợp tu la linh hồn càng tinh thuần càng thêm bền dẻo mặc dù linh hồn tiên cấp hậu kỳ muốn thôi miên đầu độc cũng không có khả năng hô không biết tu luyện bao lâu thời điểm nhiếp phân cảm mộ thiên tiên cảnh đột nhiên lỗ tai khẽ động nghe được tiếng gió thanh âm này ít có thể nghe như gió bình thường quét qua tiểu việt không mang theo chút nguyên khí chấn động nào nếu không phải hắn có được thiên phú thiên nhĩ sư căn bản không có khả năng nghe được vội vàng nhìn sang nơi phát ra thanh âm lúc này hắn tới đây làm gì thời gian nháy con mắt nhiếp phân liền thấy rõ nơi phát ra của thanh âm lại là nam cung khiếu lúc này nam cung khiếu một thân hắc y dung nhập ở trong đêm tối nhẹ nhàng chạy tới nơi hẻo lánh của tiểu viện tinh thần khẽ động một cổ linh hồn hội tụ bắn tới ngươi đến cùng muốn làm gì ngay sau đó thanh âm hơi có vẻ tức giận vang lên. Vèo, đặng tiêu từ gian phòng đi ra, đôi mi thanh tú nhíu lại, cực kỳ không vui. Ta muốn làm gì, trong lòng ngươi tinh tường, trong con ngươi nam cung khiếu lộ ra hàn ý. Đừng tưởng rằng trở thành đệ tử chân truyền thì ta không dám động ngươi, chỉ cần ta muốn, ai cũng không ngăn được, bất luận là ngươi hay nàng, cho các ngươi sống thì sống, cho các ngươi chết thì chết. Ngươi dám, đặng tiêu cắn chặt răng ngà, giận dữ mắng mỏ bằng vào thực lực cùng thủ đoạn của ta có dám hay không ngươi nên minh bạch nhiều năm như vậy một mực không động là cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng không muốn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ nam cung khiếu chắp hai tay sau lưng ngươi tốt chỉ cần ngươi buông tham muội muội ta ta hết thảy đều đáp ứng ngươi đặng tiêu siết chặt nắm đấm trong mắt tràn ngập lửa giận không cam lòng một lát sau tựa hồ biết rõ không cách nào chống lại cuối cùng mềm nhũn ra cái này còn không sai biệt lắm nói đi, ta bảo ngươi tìm cho ta chút vân vũ tôi thể dịch, bây giờ thế nào rồi? Nam Cung khiếu tựa hồ sớm biết nàng sẽ có loại thái độ này, khẽ nói. Vân vũ tôi thể dịch, nghe năm chữ này, trong lòng nhiếp vân căng thẳng, liền tranh thủ dựng thẳng lỗ tai lên. Đến vân vũ tông mục đích chủ yếu chính là vì vân vũ tôi thể dịch, nếu như có thể mượn cơ hội biết rõ mánh khóe, cho dù về sau ăn cắp, cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Vân vũ tôi thể dịch là trí bảo của tông môn, thời điểm sử tần trưởng lão luyện chế, cũng không để cho ta tới gần, mặc dù là ta cũng không có tư cách lấy được. Đặng tiêu lắc đầu, người đổi điều kiện khác đi, ta hiện tại tùy thời có thể đột phá la tiên cảnh, sở dĩ không động, là vì muốn lợi dụng vân vô tôi thể dịch rèn luyện thân thể, nhất phi trùng thiên. Người với ta mà nói chỉ có chút tác dụng này, muốn cùng ta nói điều kiện. Cũng được, đêm nay theo ta thoải mái một đêm, có thể cân nhắc thoáng một phát. Nam cung khiếu lạnh lùng cười cười, bắn ra một đạo hào quang dâm dục, đi về phía trước một bước, tựa hồ khẽ vươn tay có thể xé rách y phục của nàng xuống. Bản thân đặng tiêu là mỹ nữ trong trăm có một, quanh năm tu luyện toàn thân cơ bắp kéo căng, dáng người có lồi có lõm, bất kể xem thế nào, cũng cực kỳ có lực hấp dẫn. Ngươi muốn làm gì, nơi này là đan dược điện, không phải phủ đệ tư nhân của ngươi, ngươi dám tiến về phía trước một bước, chỉ cần ta phát ra tiếng, sự tần trưởng lão liền biết. Đặng tiêu tựa hồ biết rõ thanh danh của người trước mắt này không tốt, vội lui về phía sau một bước. Ngoài miệng nói lợi hại, nhưng trong mắt nàng như trước nhịn không được lộ ra sợ hãi. Tuy nàng phát ra tiếng sử tần trưởng lão có khả năng biết rõ. Nhưng minh bạch, nam cung khiếu này thực muốn ra tay mà nói, tuyệt sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Vậy sao, ngươi có thể thử xem, nam cung khiếu nhe răng cười, lộ ra lãnh ý trần trụi không hề che lấp, bàn tay đưa về phía trước, toàn bộ tiểu viện bị lực lượng đặc thù phong ấn, đừng nói phát ra tiếng la, mặc dù ở đây chiến đấu, chỉ sợ ngoại giới cũng sẽ không không ai biết. Ngươi, Đặng tiêu không nghĩ tới đối phương thực dám làm như thế, biến sắc, tú quyền nện về phía trước. Oanh, toàn bộ lực lượng của thiên tiên cảnh sơ kỳ ở trong không khí nhộn nhạo thoáng một phát, lập tức chôn vùi, căn bản không cách nào truyền lại lực lượng ra ngoài. Không nên vùng vẫy, nữ nhân nam cung khiếu ta muốn, còn chưa từng không chiếm được. Yên tâm đi, sủng hạnh xong ngươi, ta sẽ sủng hạnh muội muội của ngươi, hoa tỉ muội ta thích nhất. Lần nữa chào một cái, đặng tiêu bị giam cầm, kéo vào trong ngực, trong mắt Nam Cung khiếu ứa ra âm quang, muốn động thủ. Thằng này, cũng quá không có nhân phẩm đi, nhìn một màn này ở trong mắt, nhiếp vân lắc đầu. Nam Cung khiếu này thân là vân vũ tông đại đệ tử, rõ ràng làm ra sự tình không có nhân phẩm như thế, thật là mất mặt. Đặng tiêu sư tỷ người đã ngủ chưa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, thở dài một tiếng, nhiếp vân đứng lên, két, thoáng đẩy cửa ra khỏi phòng, đi vào trước cửa viện của đặng tiêu. Đông đông đông, hắn giả bộ như không phát hiện hai người, trong thanh âm lặng lẽ bỏ thêm một tia thiên phú tiên âm, to rõ vang vọng, lập tức xuyên thấu cấm chế do Nam cung Khiếu bố trí quanh quẩn cả tiểu viện. Ân, thân thể Nam cung Khiếu nhẹ nhàng chấn động, dục vọng biến mất, nhìn sang phương hướng của Nhiếp Vân. Với hắn mà nói, kinh hãi nhất không phải thanh âm của đối phương xuyên thấu cấm chế của hắn, mà là thời điểm hắn đến, tinh thần đã quét một lần, rõ ràng không có phát hiện bên cạnh đảng tiêu rõ ràng còn có một người. Diệp thần sư đệ, ta ở chỗ này Đặng tiêu không nghĩ tới thiếu niên lúc này đi ra lại cứu được nàng, trong nội tâm cảm kích, thừa cơ từ trong ngực nam cung khiếu chui ra, cất cao giọng nói. Diệp thần sư đệ, hắn là ai, tại sao cùng ngươi ở trong một tiểu viện, nam cung khiếu khiếp sợ chợt lóe lên, nhìn về phía đặng tiêu, ánh mắt híp lại. chương 1396, theo dõi nam cung khiếu 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hắn là diệp thần sư đệ hôm nay mới được phân phối đến đan dược biệt chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ làm, không nên tìm hắn phiền toái, hắn cái gì cũng không biết. Chứng kiến bộ dáng của hắn, nhớ tới người này có thù tất báo, Đặng Tiêu vội vàng nói. Vừa được phân phối đến đây sao? Sắc mặt Nam Cung Khiếu càng âm trầm, "Sư tỷ, nguyên lai like ngươi ở nơi này?" "A, à, đại sư huynh." Nghe được tiếng la của Đặng Tiêu, Nhiếp Vân biết rõ không cách nào lẩn tránh, đi tới, chứng kiến Nam Cung Khiếu liền giả ra vẻ mặt bối rối. Trên đường tiến vào tông môn bái kiến Nam Cung Khiếu, nếu lúc này giả bộ không biết, thì quá rõ ràng rồi. Nguyên lai là ngươi, đệ tử của phiền lạc trưởng lão. Ngươi rất tốt, nam cung khiếu nhận ra hắn. Không nghĩ tới đại sư huynh còn có thể nhớ kỹ ta, thật sự là vinh hạnh, ta mới nhập môn, hy vọng đại sư huynh đề điểm nhiều hơn. Nhiếp vân giả bộ như thụ sủng nhược kinh, đề điểm, yên tâm đi, đại sư huynh sẽ hảo hảo đề điểm ngươi. Nam cung khiếu đi tới, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nhiếp vân hai cái, thoạt nhìn thái độ hòa ái, ngữ khí hữu hảo. Ân, bàn tay của đối phương vỗ nhẹ vào trên người, nhiếp vân lập tức cảm thấy một cổ lực lượng đặc thù dũng mãnh vào thân thể, lặng lẽ che giấu ở trong người. Lại là sát độc, gia hỏa thật lợi hại, thật độc ác, người khác không biết đây là cái gì, nhưng tinh thần nhiếp vân khẽ động đã hiểu được, trong nội tâm đối với nam cung khiếu này sinh ra một tia sát ý khó có thể ngăn chặn. Thằng này bởi vì mình phá hủy, chuyện tốt của hắn, trực tiếp che giấu một đạo sát độc vào trong cơ thể mình, thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Đổi lại những người khác, bây giờ nhìn không ra cái gì, chỉ sợ qua một thời gian ngắn sẽ bị độc khí tươi sống độc chết, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra là hắn hạ độc thủ. Trong nội tâm khẽ động, kịch độc chi khí lan tràn, lập tức thôn về cổ sát độc này, triệt để hóa giải, cùng lúc đó, trên mặt lộ ra cảm xúc hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Đa tạ đại sư huynh, tiểu đệ nguyện vì ngươi xông pha khói lửa không chối từ. Nói xong, thân thể vội vàng cúi đầu, bởi vì động tác quá nhanh, quá mức hưng phấn, thoáng một phát nhào vào trên người đối phương cử chỉ như người ngốc vậy. Có lòng như vậy là rất tốt, có việc ta sẽ tìm ngươi. Tiện tay đẩy Nhiếp Vân ra, Nam cung Khiếu cười lạnh một tiếng, như là xem người chết nói. "Vâng vâng." Nhiếp Vân gật đầu, "Đặng Tiêu sư muội, ta liền đi trước, chuyện ta nhờ ngươi, đừng quên." Biết rõ vừa rồi thanh âm của Diệp thần này khẳng định kinh động đến không ít người, Nam cung Khiếu biết rõ nơi đây không thể ở. Lâu, quay đầu hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, ở trong bóng đêm lập lòe vài cái liền biến mất không thấy gì nữa phù phù nam cung khiếu vừa ly khai đầu gối của đặng tiêu liền mềm nhũn ngồi dưới đất tựa hồ dũng khí cùng lực lượng vừa rồi lúc này toàn bộ biến mất đặng tiêu sư tỷ ngươi làm sao vậy nhiếp vân liền tranh thủ nâng nàng dậy diệp thần nam cung khiếu này ngươi phải cẩn thận một ít thấy thần sắc hắn lo lắng không giống giả bộ sắc mặt đặng tiêu khôi phục vài phần nói ra sư tỷ mệt mỏi vẫn là về phòng nghỉ ngơi trước đi nhiếp vân cũng không chính diện trả lời, dìu nàng vào phòng. Về sau ngươi không nên một mình đi ra ngoài, muốn rời đan dược điện, trước nói với ta một tiếng. Thấy thiếu niên trước mắt không để lời của nàng ở trong lòng, trên mặt đặng tiêu lộ ra vẻ lo lắng. Tốt, ta đi ra ngoài mà nói, nhất định sẽ thông chi sư tỷ. Biết rõ nữ nhân này là chân tâm thật ý sợ mình gặp chuyện không may, trong nội tâm nhiếp vân cảm động, vừa cười vừa nói. Ân, đặng tiêu gật gật đầu tiến nhập gian phòng của mình. Cùng nam cung khiếu giao phong, đấu trí đấu lực, nàng cũng có chút hư thoát. Đưa đặng tiêu trở về, nhiếp vân đi vào phòng của mình, để thương vĩnh ngụy trang thành bộ dáng của hắn, lặng yên không một tiếng động rời tiểu viện. Vừa rồi hắn giả ý hưng phấn, cố ý ở trên người nam cung khiếu để lại truy tung chi khí, lúc này hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng bay về phía phương hướng cảm ứng. Đại trận của vân vũ tông phức tạp, bây giờ nhiếp vân có được lệnh bài của đệ tử nội môn, ở trong đó hành tẩu cũng không lọt vào bài xích một đường tiềm hành, rất nhanh đi vào trước một phủ đệ cự đại. Vân Vũ Tông sẽ phân phối cho rất nhiều đệ tử có thân phận phủ đệ tương ứng, nhìn khí thức cùng diện tích chỗ này, mặt mũi của Nam Cung khiếu thật là rất lớn. Thân thể ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động tiến vào Việt, thẳng tắp bay đi. Ba ba ba, người cái tiện nhân, cho mặt không biết xấu hổ, nữ nhân lão tử muốn lấy được, còn chưa từng thất bại qua, hư, dám giả vờ giả vịt, xem lão tử quay đầu lại thu thập ngươi như thế nào. Mới vừa vào một tiểu viện, Chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cơ bắp pha chạm, Nghị Thanh liên tiếp cùng một thanh âm đè thấp lửa giận truyền đến, xem ra vừa rồi Nam cung Khiếu này bởi vì cưỡng bức đặng tiêu không thành, lúc này trở lại phòng của mình, lấy nữ tử khác phát tiết. "Sư huynh thật lợi hại, ta muốn chết rồi." Nghe được thanh âm thở liên tục của nữ tử trong phòng, Nhiếp Vân lắc đầu, trốn qua một bên, hắn còn không có háo sắc đến mức rình coi, cũng không dùng thiên nhãn quan sát. "Muốn chết rồi, ta liền giết chết ngươi." nương theo một tiếng hô thô cuồng cùng cấp tốc chạy nước rút, Nam Cung Khiếu cũng phát ra rên rỉ thật dài, ngừng lại, một lát sau, cửa phòng mở ra. Đoạn lãng, sư huynh ngươi tìm ta, tiếng kêu chấm dứt, một đệ tử đẩy cửa đi vào. Nhiếp Vân lặng lẽ quan sát, phát hiện đệ tử này lại là cường giả thiên tiên cảnh hậu kỳ. Lại để cho đệ tử khác giống như tùy tùng ngày đêm chờ đợi, theo gọi theo đến, tư thái của Nam Cung Khiếu đại sư huynh này thực rất lớn a. À. Ân, ngươi giúp ta điều tra một đệ tử nội môn tên là Diệp Thần, đồ đệ của phiền lạc trưởng lão. Mang tin tức kỹ càng nhất của hắn về đây cho ta. Nam Cung khiếu hừ một tiếng, vâng, đệ tử gọi là đoạn lãng kia đi ra ngoài. Từ khi nhiếp vân tiến vào vân vũ tông liền cực kỳ cẩn thận, không sợ điều tra, lúc này cũng không di động, như trước giấu kín trong sân. Ba 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 ba, an bài xong, Nam Cung khiếu quay người trở về phòng, chỉ chốc lát lần nữa chuyển đến thanh âm sắc dục nghe mà nhiếp vân một hồi bất đắc dĩ. Nữ đệ tử cùng Nam Cung khiếu chung một chỗ cũng đủ dâm đáng, tiếng kêu lớn đến để cho người tránh cũng không thể tránh. chương 1397, Tu La Đế 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không có biện pháp, nhiếp phân đành phải bế thiên phú thiên nhĩ sư cùng thiên phú thiên nhãn sư, giấu ở trong ngõ ngách lẳng lặng tu luyện. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng lần nữa mở ra, nam cung khiếu cùng nữ nhân kia đồng thời đi ra, cẩn thận nói tiếp nữ nhân này lớn lên cũng không xấu, khóe mắt mang theo mị hoặc nồng đậm, cũng coi như có vài phần tư sắc nam cung khiếu sư huynh người thật lịch sử tao nhã nhưng vào lúc này ngoài cửa tiểu viện đột nhiên nhẹ nhàng mở ra một bóng người đi đến thanh âm không quá vang dội lại mang theo hơi lạnh lùng uy nghiêm ai dám cùng ta nói như vậy ta nhìn ngươi không muốn sống chăng nam cung khiếu vừa nghe nói như thế lông nghi thoáng một phát dựng thẳng lên trong mắt có một đạo sát ý quay cuồng khi con mắt rơi vào nơi phát ra thanh âm sắc mặt thoáng một phát thay đổi toàn thân không khỏi run rẩy lên ân nhìn nét mặt của hắn ở trong mắt, lông mi nhiếp vân dương lên. Từ khi biết nam cung khiếu đến nay, không sợ trời không sợ đất, ngang ngược cản rỡ đến cực điểm, sao lại đột nhiên xuất hiện loại vẻ mặt này. Vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy từ chỗ hắc ám đi ra một thanh niên tuổi không lớn lắm. Người thanh niên này thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, toàn thân giấu ở trong quần áo đen kịt, hai đầu lông mày mang theo vẻ lạnh lùng, tựa hồ đối với cử động trước kia của Nam Cung khiếu có bất mãn nồng đậm. Thiên tiên cảnh trung kỳ nhìn tu vi tối đa chỉ là đệ tử hạch tâm bình thường, như thế nào? Nhìn ra tu vi của thanh niên, nhiếp phân càng thêm mê hoặc. Tu vi người này chỉ có thiên tiên cảnh trung kỳ, thực lực thấp như thế, rõ ràng dám nói như thế với nam cung khiếu, chẳng lẽ người này có bối cảnh rất lợi hại? Ân, không đúng, là tu la, đang suy đoán lung tung, đột nhiên thiên nhãn lập lè, vô danh pháp quyết truyền lại một cổ tin tức, để cho cơ bắp toàn thân hắn không tự chủ được nhảy lên. Trải qua thôn phệ Tu La, Vô Danh Pháp Quyết có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái sinh mệnh của đối phương, rõ ràng không phải nhân loại mà là tu la. Người thanh niên này là một đệ tử bị tu la đoạt xá qua, che giấu cực kỳ sâu, mặc dù Thiên Phú Thiên Nhãn cũng nhìn không ra. Nam Cung Khiếu thân là đại đệ tử của tông môn nhân loại, rõ ràng có quan hệ với tu la, xem ra hôm nay không có phí công đi xem a. À. Lạch cạch, xem ra Nam Cung Khiếu cũng biết thân phận người này, đột nhiên quay người lại, một trường đập ở trên cổ của nữ tử sau lưng con mắt nữ tử này khẽ đảo, trong ánh mắt khó có thể tin té trên mặt đất, trực tiếp mất mạng. Nguyên lai là phù diêu đại nhân phái sứ giả tới, mời. Đánh chết nữ nhân vừa mới hầu hạ mình xong, vẻ mặt nam cung khiếu cung kính. Ân, chứng kiến cử động của hắn, thanh niên thỏa mãn gật đầu, ngẩng đầu tiến vào gian phòng, ngồi ở chủ vị. Ta thấy người bây giờ trôi qua rất thoải mái, chỉ sợ sớm quên sự tình phù diêu đại nhân an bài ra sau đầu đi à nha. Thanh niên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, thanh âm mang theo dao găm. Thuộc hạ làm sao dám, trên đầu nam cung khiếu toát ra mồ hôi lạnh, ta một mực cố gắng, chỉ là đặng tiêu kia dầu muối không tiến, lại ở dưới sự bảo vệ của sử tần trưởng lão, ta căn bản không có biện pháp. Dầu muối không tiến, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, phải điều tra rõ địa phương cất đồ vật, ba ngày sau, phù diêu đại nhân sẽ đích thân tới lấy, đến lúc đó nếu như ngươi còn chưa tra ra, mạng nhỏ cũng đừng nghĩ nữa. Hừ một tiếng, thanh niên vỗ lên mặt bàn, phù diêu đại nhân tự mình tới lấy. Ba ngày, Nam Cung khiếu lại càng hoảng sợ, nên lời nhắn nhủ ta đã bàn giao xong, làm như thế nào liền nhìn ngươi rồi. Sau khi truyền lại tin tức, thanh niên không nói thêm gì nữa, đứng dậy, đi ra ngoài. Cung tiến sứ giả, Nam Cung khiếu đầu đầy mồ hôi, cũng không dám giải thích chối từ, đưa hắn đi ra ngoài. Đi theo xem một chút ra, tuy không biết tại sao Nam Cung khiếu lại có quan hệ với Tu La, nhưng thanh niên này hoàn toàn chính xác đưa tới hứng thú của hắn, che giấu tốt thân thể nhiếp vân lặng lẽ đi theo ly khai phủ đệ của nam cung khiếu tốc độ của thanh niên này rất nhanh long hành hổ bộ rất nhanh đã đi ra sơn môn của vân vô tông ra khỏi núi thanh niên trực tiếp xông vào núi rừng tràn đầy băng tuyết nhiếp vân tận lực ngăn chặn khí thức toàn thân yên tĩnh đi qua lúc này đã đến sau nửa đêm bầu trời nắng giáo sáng sủa không trăng tinh đấu đầy trời động ở trên cao không ngừng chấp động cùng băng tuyết dưới mặt đất hô ứng chiếu rọi tứ phương Tốc độ của thanh niên rất nhanh, thường thường đạp mạnh ở trên nhánh cây, cả người bay vút về phía trước, thực lực thiên tiên cảnh trung kỳ, phối hợp tu la đoạt xá cường đại, chỉ sợ cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Tốc độ của hắn nhanh, nhiếp phân nhanh hơn, phượng hoàng chi dực phi hành ở trên bầu trời, không có chút dấu vết nào đáng nói, hơn nữa tam đại thiên phú đào tẩu cùng thiên phú ẩn nặc sư dung hợp, để cho hắn theo ở phía sau, một đường không bị phát hiện. Hô, đi gần nửa canh giờ, thanh niên đột nhiên ngừng lại. Nhìn chung quanh vài lần, đột nhiên khẽ động, hô. Từ tại chỗ biến mất, ân, thuấn di, không có khả năng, thiên tiên cảnh ngay cả phi hành cũng không thể, làm sao biết thuấn di. Ân, nơi này có một địa cung che giấu, chứng kiến thanh niên đột nhiên biến mất, mới đầu nhiếp vân còn hoảng sợ, nhưng cẩn thận quan sát liền để cho hắn phát hiện bất thường. Địa phương đối phương biến mất có một thông đạo dài nhỏ, trôn giấu ở trong cỏ khô, để cho hắn trong lúc nhất thời không phát hiện được thông qua thông đạo nhìn lại, có thể chứng kiến một địa cung tĩnh mịch tọa lạc ở trên sơn thể, cụ thể sâu bao nhiêu, bên trong có cái gì, bởi vì trận pháp ngăn cản, nên thấy không rõ lắm. Thu phượng hoàng chi rực lại, nhiếp phân chậm rãi rơi vào trước cửa động, vận chuyển thiên phú địa hành sư. Vèo, chui đi vào, thanh niên cũng không ý thức được có người theo dõi, tiếp tục đi tới, dọc theo lộ tuyến đặc thù tiến lên, chỉ chốc lát liền tiến nhập trong nội cung. Nhiếp vân theo ở phía sau, còn không có tiến vào địa cung, liền cảm thấy một cổ tu la sát khí minh mông, khổng lồ đập vào mặt, tựa như núi cao. Tu la sát khí thật là lợi hại, trong nội tâm sững sờ, nhiếp vân không dám đi vào trong, đang muốn vận chuyển thiên nhãn nhìn rõ ràng, đột nhiên nghe được một tiếng quát lên. Người nào, chương 1398, tu la đế khai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lập tức có một cổ khí lưu cuồng bạo bắn tới, đột nhiên trùng kích, tựa như một cây lao bắn thẳng đến. Bị phát hiện rồi, Loại tình huống này, nhiếp vân ở đâu không biết chuyện gì xảy ra, biết rõ cổ khí lưu này bằng vào hắn, căn bản ngăn không nổi, lúc này không chút do so dự, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp chui vào bắt đầu tinh cung, tinh cung thì biến thành một hạt bụi. Oanh, khí lưu cuồng bạo cùng tinh cung biến thành hơi bụi đụng vào nhau, bị va chạm, hơi bụi lập tức bị đánh bay ra thông đạo. Trong nháy mắt năng lượng va chạm, nhiếp vân phảng phất như chứng kiến ở chỗ sâu trong địa cung, đánh ra công kích chính là một thi thể khô quát, hai mắt huyết hồng, cả người bị buộc ở trong một khóa sắt cự đại, sát cơ toàn thân sôi trào. Tu la, tu la đế, chỉ sợ là một cường giả tu la đế, chỉ nhìn thoáng qua, nhiếp vân cũng cảm thấy toàn thân băng lãnh, cả người phảng phất như cứng ngắc, một cổ khủng hoảng nồng đậm từ trong nội tâm sinh ra. Đây tuyệt đối là một con tu la đế, nếu không tuyệt đối không có khả năng cho hắn cảm giác như thế. Chẳng lẽ này là phù diêu đại nhân, đáng sợ, vô danh pháp quyết chấn động, đè ép khủng hoảng trên người xuống, nhiếp vân không dám dừng lại, vượng hoàng chi rực lập. Lè, đột nhiên bay ra ngoài, thời gian nháy con mắt liền nhảy vào chân trời. Tu La Đế, là tồn tại cường hãn nhất ngoại trừ Tu La Vương, thực lực mỗi một con đều vượt qua kim tiên, xa xa không phải hắn có thể chống lại, trước đào tẩu lại nói. Một đường chẳng quan tâm ẩn tàng thân hình, rất nhanh tiến lên, phi hành một hồi, lúc này mới phát hiện đối phương không đuổi theo, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ không phải hắn không đuổi theo, mà là bị khóa sắt buộc lại không cách nào di động. Ân, đây là cái gì? Nguy rồi, chúng chiêu. Đang âm thầm may mắn đối phương không đuổi theo, đột nhiên Nhiếp phân biến sắc, cảm nhận được một tia dị thường. Lúc này trên thân thể có một cổ lực lượng kỳ quái, dọc theo cánh tay chạy tới, lực lượng cường đại phảng phất như muốn xé rách cả người hắn. Là thủ đoạn của tu la kia, cảm nhận được cổ lực lượng xé rách này, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại, đang cảm thấy khó có thể chống cự, tùy thời có thể bị xé nát, đột nhiên có một đạo khí lưu ôn nhuận lao qua bị cổ khí lưu này đụng một cái, tu la lưu lại lực lượng cổ quái lập tức tan rã. Nguyệt Nhi lại cứu ta một mạng, biết là đạm đài lăng Nguyệt lưu lại khuyên tai ngọc giúp hắn chặn công kích của tu la, nhiếp vân thở dài một tiếng, phượng hoàng chi rực nhẹ chuyển, lần nữa bay về phía vân vô tông. Tuy không biết tu la đến này có bao nhiêu lợi hại, đến cùng muốn làm gì, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn xác định có quan hệ tới vân vô tông, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, có lẽ có thể thừa cơ đạt được chỗ tốt. Lại nói, Nam Cung khiếu bức bách đặng tiêu mục đích là tìm kiếm vân vũ tôi thể dịch, chỉ sợ con tu la này cũng có mục đích như vậy. Trở lại vân vũ tông trời cũng đã sắp sáng, nhiếp vân không có đi phủ đệ của Nam Cung khiếu, mà trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Vừa trở về chuẩn bị thỏa đáng, liền chứng kiến đặng tiêu đi tới. Lúc này đặng tiêu hoàn toàn không có hăng hái như lúc trước tiến vào loạn hải địa cung, cả người lộ ra chút huệ hoài, tóc cũng không chải vuốt, tựa hồ tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đặng tiêu sư tỷ, ngươi làm sao vậy, sao tiểu tụy như vậy? tuy đồng dạng một đêm không ngủ nhưng nhiếp phân bởi vì có mục sinh chi khí tẩm bổ nhìn không ra mỏi mệt chút nào không có việc gì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đặng tiêu lắc đầu muốn nói cái gì cuối cùng ngừng lại khẽ cắn môi diệp thần sư đệ hôm nay sử tần trưởng lão muốn đi ra ngoài nên không luyện đan ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đừng đi ra rồi bên đan dược điện kia ta qua chiếu cố là được sử tần trưởng lão đi ra ngoài thật tốt quá vốn ta còn có chút sợ hãi đây này không biết nàng muốn làm gì nhiếp phân nói cái kia ngươi ở nơi này nghỉ ngươi đi ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài chạy loạn đặng tiêu cẩn thận bàn giao yên tâm đi sư tỷ ta không sẽ rời tiểu viện nhiếp phân gật gật đầu ân bàn giao xong nhiếp phân đặng tiêu trở lại gian phòng một lát sau quay người đi tới đan dược điện nhìn cử động của đặng tiêu ở trong mắt nhiếp phân lần nữa để cho thương vĩnh ngụy trang thành mình ngồi ở trong phòng tu luyện bản thân thì lặng lẽ theo đuôi đi theo ly khai tiểu viện đặng tiêu còn chưa tới trước đan dược điện thấy hoa mắt một bóng người chặn đường đi của nàng đúng là nam cung khiếu như thế nào muốn chạy trốn sắc mặt nam cung khiếu lạnh như băng ta hiện tại đi đan dược điện tìm kiếm vân vũ tôi thể dịch ngươi muốn đi cùng ta hay không đặng tiêu hất tay lên ánh mắt lộ ra phẫn hận khẽ nói đi tìm vân vũ tôi thể dịch tốt ta đi với ngươi bất quá diệp thần sư đệ của ngươi đâu sao không thấy hắn, Nam Cung khiếu nói xong nhìn sang tiểu viện, đừng tìm Diệp thần sư đệ phiền toái, hắn cái gì cũng không biết, nếu như ngươi không muốn huyên náo dư luận xôn xao, tốt nhất không nên tìm hắn. Nhiều người biết rõ, nhiều một phần nguy hiểm, đặng tiêu ngăn trở cử động của hắn nói, tốt, ta nghe lời ngươi, khóe miệng Nam Cung khiếu dơ lên nhìn thoáng qua tiểu viện, lặng lẽ che giấu sát ý trong ánh mắt, lập tức quay người đi theo sau lưng đặng tiêu. Thằng này có khả năng đã điều tra qua, biết rõ không có bối cảnh gì, muốn giết ta. Nhìn vẻ mặt của Nam Cung Khiếu ở trong mắt, nhiếp phân cười lạnh một tiếng. Thằng này thật đúng là chó điên, gặp ai cũng cắn. Chỉ cắt đứt chuyện tốt của hắn, không nghĩ tới liền bị loại ghi hận này. Bất quá, tuy hắn có loại suy nghĩ này, nhưng hiện tại chắc có lẽ sẽ không ra tay. Ngày hôm qua Tu La đã hạ xuống tử lệch, trước khi hoàn thành sự tình của đối phương, hẳn tạm thời sẽ không tìm phiền toái, cũng không rảnh tìm phiền toái. Lặng lẽ đi theo sau lưng hai người, rất nhanh đi tới đan dược điện. Sử tần trưởng lão quả nhiên không có mặt, tiến vào đại điện, đặng tiêu quay đầu nhìn thoáng qua nam cung khiếu ở sau lưng. Đồ vật ngươi muốn, nên ở đông điện của sử tần trưởng lão, bất quá ở đây có rất nhiều trận pháp, bằng vào thực lực của ta bây giờ, căn bản không vào được, nếu như ngươi có thực lực, kính xin dẫn ta đi vào. Tốt, nam cung khiếu gật đầu đáp ứng, chương 1399, đại điện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com hắn tựa hồ bị tu la quản chế, đối phương hạ xuống tử lệnh, mặc dù đông điện nguy cơ trùng trùng, cũng chỉ có thể cắn răng tiến lên. Đây là ngọc bài thủ lệnh của đệ tử đan dược điện, là trước kia ta chuẩn bị, có thứ này có thể làm cho một ít trận pháp không chủ động công kích. Đặng tiêu đưa tới một ngọc bài, nam cung khiếu tiếp lấy, tinh thần quét qua, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới để ở trong ngực. Đi thôi, thấy hắn cẩn thận như vậy, đặng tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đi vào đông điện đan dược điện cực kỳ to lớn, đông tây nam bắc tứ đại cung điện, từng cái đều chiếm cứ phạm vi rất lớn, nhiếp vân biết rõ đây là cơ hội tốt theo bọn hắn lẫn vào, nên không do dự theo sát ở phía sau. Hắn thân là đệ tử đan dược điện, loại ngọc bài này vừa vặn có một cái, nên không có cố kỵ gì. Đông điện bình thường chỉ có sử tần trưởng lão mới có tư cách vào, ngay cả đằng tiêu cũng không cho phép, hai người vừa tới trước cửa đã bị một đạo trận pháp bao phủ, tựa hồ cần phân biệt rõ thân phận. Đằng tiêu sớm biết loại tình huống này, lòng bàn tay nhiều ra một thứ gì, tản mát ra một khí tức khó hiểu, che lấp khí tức của hai người. Là khí tức linh hồn của sự tần trưởng lão. Xem ra đặng tiêu sớm đã chuẩn bị xong, chẳng biết tại sao một mực không có hành động. Chứng kiến loại tình huống này, nhiếp vân biết rõ đặng tiêu nhất định là sớm chuẩn bị thứ này rồi, dùng để mê hoặc đại trận, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, cho tới nay cũng không có sử dụng. Kết, quả nhiên khi cổ khí tức này tản ra phát, trận pháp phảng phất như bị mê hoặc, triệt tiêu phòng bị, đặng tiêu vội đi vào đại môn. Trong đại điện đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ, đặng tiêu nhoáng một cái đi vào, nam cung khiếu cùng nhiếp vân theo sát ở phía sau. Âm ầm tiến vào đại điện, đại môn lần nữa đóng chặt, mọi người lâm vào trong bóng tối. Ngón tay của đặng tiêu điểm một cái, ánh sáng xuất hiện, đây cũng là nàng sớm chuẩn bị, tuy ánh sáng không cao, nhưng ở trong không gian đen kịt lại cực kỳ hữu hiệu, theo hào quang nhiếp vân nhìn về phía trước. Toàn bộ đại điện chống trải, nếu như không chú ý mà nói, căn bản không thể tưởng được ở đây khắp nơi đều là trận pháp, chống trải chỉ là biểu tượng mà thôi. Dưới chân dựa theo phương vị đặc thù đi về phía trước, đặng tiêu đi một hồi, đột nhiên có một hồi tật phong đập vào mặt, hẳn là không cẩn thận chạm đến cơ quan nào đó. Ngăn trở, Nam Cung khiếu biết rõ một khi nàng xảy ra vấn đề, khẳng định không cách nào tiếp tục tiến vào, lúc này chạy ra ngăn cản, một quyền đánh ra. Đinh 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 đinh, quyền phong và khí lưu va chạm, đồng thời tiêu tán ở trên không trung đang đang đăng đang, đăng đăng, Nam cung Khiếu lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ lên. Trận pháp thật lợi hại, vừa rồi vừa ra tay, Nhiếp phân đã biết rõ thực lực của Nam cung Khiếu, hắn khẳng định ngăn không nổi, người mạnh như thế rõ ràng bị một trận pháp làm cho lui về phía sau, đủ thấy đáng sợ. Có Nam cung Khiếu cùng Đặng Tiêu ở phía trước mở đường, Nhiếp phân không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ chốc lát liền đi vào ở chỗ sâu trong cung điện. Đoạn đường này hắn cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng Nam cung Khiếu cùng Đặng Tiêu thì không thoải mái nhất là người trước, cả người chật vật, không còn bộ dáng đại sư huynh hiệu lệnh muôn phương như trước kia, y phục trên người xé toang vài khối, toàn thân có tám chín miệng vết thương, máu đã ngừng chảy, nhưng đau đớn lại là không thể tránh né. Đặng tiêu cũng tóc mai phân loạn, khí tức cả người uể oải. Từ khi vào cửa đến nơi đây bất quá mấy trăm mét, nguy hiểm trong đó lại làm cho hai người trải qua mấy lần sinh tử, nếu như không phải nam cung khiếu thực lực cường đại. Hai người lại có thủ lệnh đại biểu thân Phật, chỉ sợ căn bản không đến được nơi đây sau cửa đá này là địa phương bình thường sử tần trưởng lão luyện chế vân vũ tôi thể dịch, nhưng bên trong có tôi thể dịch hay không ta không biết, cũng không biết làm sao mở cửa đá này ra. Đặng tiêu chỉ lên cửa đá trước mặt nói, ân, nam cung khiếu đi tới trước mặt cửa đá, nhẹ nhàng lục lọi một hồi, lắc đầu. Đây là thiên cơ tỏa thạch môn, hiện tại thủ đoạn của ta còn mở không ra, chúng ta về trước đi, chờ ta tìm được phương pháp phù hợp lại đi vào. Vậy tốt, đi thôi, nghe hắn nói vào không được, đặng tiêu gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Hai người lập tức theo đường cũ phản hồi, thiên cơ tỏa thạch môn, ta không cần mở, liền trước vào xem, đi theo sau lưng hai người, nhiếp phân không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng không công mà lui, nhẹ nhàng cười cười, dưới chân vẽ một cái đi tới trước cửa đá. Thời điểm thiên phú địa hành sư đạt tới hình thái thứ hai, có thể chui vào thạch bích, tuy cửa đá này thoạt nhìn phức tạp, nhưng ngăn không được loại thiên phú này. Thân thể như một đoàn không khí, thời gian nháy con mắt liền dung nhập cửa đá, không có một tiếng động, Ân, yêu khí thật dày đặc, cái này rõ ràng không phải gian phòng mà là thông đạo. Xuyên qua cửa đá, nhiếp vân thấy rõ tình cảnh trước mắt, không giống như tưởng tượng, vốn tưởng rằng giống như cung điện phía trước, là không gian không lớn, lại phát hiện nơi này hơi giống yêu la u minh vực ở nhân giới, là hình thức không gian đặc thù, vô cùng rộng lớn, bốn phía nhộn nhạo lấy yêu khí nồng đậm, tựa như tiến nhập quốc gia yêu nhân. Vèo, vừa ý định đi về phía trước, đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến hai tiếng gió mạnh mẽ, trong nội tâm khẽ động lần nữa chui vào cửa đá vừa rồi tựa hồ có khí thức nhân loại chẳng lẽ có người tiến đến tiếng rít chấm dứt hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cửa đá yêu nhân la tiên cảnh xuyên thấu qua cửa đá nhìn rõ ràng bộ dạng hai người trong nội tâm nhiếp phân lộp bộp thoáng một phát hai cái này không phải khôi lối cũng không phải nhân loại mà là yêu nhân chỗ sâu trong đại điện đột nhiên nhiều ra một không gian đặc thù vốn rất kỳ quái rồi bên trong rõ ràng còn có yêu nhân dù là nhiếp vân kiến thức rộng rãi, như trước cảm thấy lông mi nhảy loạn, có chút khó tin. Nếu là yêu nhân bình thường, nhiếp vân nhất định sẽ đánh lén ra tay, trực tiếp giết hai người, nhưng hai cái này đều là cường giả la tiên cảnh, vậy thì đáng sợ, bằng vào thực lực bây giờ của hắn, căn bản không phải đối thủ, tùy tiện tiến lên, cực kỳ nguy hiểm. chương 1400, đánh trúc hải một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta xem là người xuất hiện ảo giác đi à nha, ở đây sẽ có người ân, có thể là ảo giác, bất quá vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng, còn có ba ngày, Chu Thiên Vân Vũ Đại Trận khởi động, là thời điểm hỗn độn linh dịch ngưng tụ thành công, vì giọt linh dịch này, chúng ta đã tốn hao hơn 3.000 năm rồi, ngàn vạn lần không thể xảy ra sai lầm. Đúng vậy, chỉ cần phục dụng linh dịch, lão tổ có thể trực tiếp lột xác thành hoang cổ thánh thể, một lần nữa phục sinh. Đến lúc đó, Vân Vũ Tông chúng ta ở dưới lão tổ dẫn dắt, nhất định có thể lao ra ngạo võ châu, đại phóng quang minh. Cho nên lúc này là thời kỳ phi thường, một ít thế lực lúc trước đối địch vân vũ tông chúng ta, chỉ sợ sẽ thừa cơ ra tay, hết thảy đều phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên xảy ra vấn đề, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, người cũng không cần quá lo lắng, ở đây che giấu như thế, không có chìa khóa, không biết trận pháp bố cục bên ngoài, căn bản vào không được. Hai yêu nhân nhìn một vòng cũng không phát hiện tung tích nhân loại, lộ ra vẻ cảnh giác, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hỗn độn linh dịch, trong nội tâm nhiếp phân vui vẻ. Hắn đến Vân Vũ Tông mục đích đúng là vì cái này, Vân Vũ Tôi thể dịch chỉ là vật thay thế bất đắc dĩ mà thôi, nếu thật có thứ này, vậy thì quá tốt rồi. Lão Tổ trong miệng bọn hắn, chẳng lẽ là Tổ sư khai phái Vân Vũ Tông, Vân Vũ Tử? Hắn không phải đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm sao? Chẳng lẽ còn có thể phục sinh, sau khi cuồng hỉ, là nghi hoặc nồng đậm, trước kia từng bảo phiền là cẩn thận lý giải lịch sử của Vân Vũ Tông, Tông môn này thành lập ở 20 vạn năm trước, Lão Tổ Vân Vũ Tử là cường giả kim tiên cảnh thực lực kinh người, bất quá ở một lần cùng tu la chiến đấu vẫn lạc, cách hiện tại ít nhất 8, 9 vạn năm, chẳng lẽ còn có thể phục sinh. Người bình thường sau khi chết, khẳng định không cách nào phục sinh, nhưng yêu nhân bí pháp vô số, khó bảo toàn có cơ hội này. Quản hắn khỉ gió phục sinh hay không, giọt hỗn độn linh dịch kia ta muốn định rồi. Lắc đầu dứt bỏ nghi hoặc, con mắt nhiếp vân thả ra hào quang, nắm đấm lặng yên siết chặt. Hỗn độn linh dịch có khả năng giúp đỡ hắn cô động bất tử chi thân, cái này so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu quản đối phương có địa vị gì chuyện trọng yếu ra sao đều phải ra sức đánh cược một lần bất quá chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn tỉ mỉ chuẩn bị không nói trong không gian đặc thù này còn có những người khác hay không chỉ hai cường giả la tiên cảnh kia cũng không phải là hắn có thể đối kháng hiện tại hắn chỉ là nửa bước thiên tiên cảnh sức chiến đấu có thể so với nửa bước la tiên cảnh gặp được la tiên chính thức vẫn ngăn cản không nổi ba ngày sau hỗn độn linh dịch mới có thể triệt để ngưng tụ ở chỗ này trông coi cũng vô dụng gây chuyện không tốt còn có thể đánh rắn động cỏ còn không bằng về trước vô số tính toán chảy xuôi trong óc nhiếp phân tâm như gương sáng không có chút bối rối nào không nói thực lực chỉnh thể của vân vũ tông như thế nào trước kia nhìn thấy tu la đế cũng không phải là hắn có thể chống lại nhưng thực lực đối phương càng cường càng tốt nếu như lợi dụng tốt ngược lại có thể khu sói trục hổ mọi việc đều thuận lợi thừa cơ đạt được chỗ tốt một khi vật tới tay có được bắt đầu tinh cung cùng phượng hoàng chi dực tỷ lệ đào tẩu còn là rất lớn. Kỳ thật những tông môn đối địch chúng ta đến cũng không có gì, lúc trước có thể diệt sát bọn họ, hiện tại quyết không dám qua quấy rối. tông chủ lo lắng nhất chính là Tu La gọi phù diêu kia. Trong nội tâm nhiếp vân suy tư kế hoạch, hai yêu nhân La Tiên Cảnh tiếp tục nói chuyện với nhau. Tu La phù diêu, hắn không phải ở lúc trước chiến đấu với lão tổ, đã chết rồi sao? Một người khác tựa hồ đối với bí mật biết không nhiều lắm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chết, nếu Tu La dễ dàng giết chết như vậy, cũng sẽ không gọi Tu La rồi, huống chi thằng này là nửa bước Tu La đế. Lúc trước lão tổ căn bản không có đánh chết hắn, mà trấn áp hắn ở dưới ngạo Vũ Sơn, mượn nhờ Chu Thiên Vân Vũ Đại trận chấn thủ. Thằng này chỉ sợ đến bây giờ còn không chết, sắc mặt người khác ngưng trọng nói, nửa bước Tu La đế, nguyên lai còn không phải Tu La đế liền lợi hại như vậy. Trong nội tâm nhiếp vân cả kinh, trước kia vẫn cho rằng Phù Diêu Đại Nhân là Tu La Đế, hiện tại xem ra vẫn đánh giá cao hắn rồi nửa bước tu la đế liền khủng bố như vậy thật không biết tu la vương mạnh như thế nào có bao nhiêu lợi hại cho dù hắn không chết bị chu thiên vân vũ đại trận áp chế nhiều năm như vậy cũng không còn bao nhiêu lực lượng a ta không tin bằng vào tông chủ cùng cường giả như chúng ta còn phải kiêng kỵ hắn yêu nhân thứ nhất nghi hoặc từ khi ngươi tu luyện tới nay chưa bao giờ chiến đấu qua với tu la nên không biết thứ này đáng sợ cấp độ tánh mạng của bọn hắn hoàn toàn bất đồng chúng ta có thể nói càng cao cấp hơn, càng cường đại hơn. Tu luyện giả chúng ta bởi vì bị tuổi thọ hạn chế, cần phải không ngừng tu luyện mới có thể sống lâu, mà bọn hắn, trời sinh tuổi thọ vô hạn, bất luận pháp thuật, tuyệt chiêu gì liếc mắt nhìn liền biết, không nói cái khác, mệnh kiếm ở trong kiếm thuật là cảnh giới cao nhất, nhưng đối với cường giả cấp bậc tu la đế, bọn hắn vừa ra đời có thể trực tiếp đạt tới loại cảnh giới này. Yêu nhân tin tức linh thông tràn đầy khủng hoảng nói: Vừa ra đời có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới mệnh kiếm không chỉ yêu nhân thứ nhất khiếp sợ nhiếp vân cũng nhịn không được líu lưỡi hắn có được thiên phú kiếm đạo sư còn hao tốn một cái giá lớn mới đạt tới cảnh giới mệnh kiếm đối phương vừa ra đời liền tới có thể đạt tới tu la đế không khỏi quá đáng sợ a à. tu la hết sức thống hận yêu nhân chúng ta ra hỏa gọi phù diêu kia nếu như biết rõ hỗn độn linh dịch sắp cô động thành công nhất định sẽ ra tay cướp đoạt thậm chí còn sẽ cướp đoạt thi thể tổ tiên thi thể tổ tiên với hắn mà nói cũng là đại bổ yêu nhân tin tức linh thông nói ra lo lắng của mình. Đúng vậy, đối với Tu La mà nói, thiên địa lục đạo, bọn hắn thống hận nhất chính là yêu nhân chúng ta, tiếp theo là ma nhân tộc, xa hơn mới là đạo tộc, linh tộc, u linh tộc, nho tộc. Yêu nhân thứ nhất thần sắc ảm đạm, sinh lòng nghi hoặc. Chương 1401, đánh trúc hải khai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đúng rồi, chuyện này ta một mực nghi hoặc, người nói vì sao Tu La thống hận yêu nhân tộc chúng ta như vậy? Đây là bí mật cổ xưa, ta cũng không biết, chuyện này ta hỏi qua tông chủ, hắn cũng nói không rõ ràng. Tốt rồi, những đại sự này chúng ta quản không được, chỉ làm tốt công tác là được, mặt khác đừng quản. Lắc đầu, yêu nhân tin tức linh thông cắt đứt yêu nhân thứ nhất nghi hoặc, quay người ly khai. Đúng vậy, thực lực của chúng ta quá thấp, loại bí mật cao cấp này không có tư cách biết đến. Yêu nhân thứ nhất đi theo, một lát sau, hai người đã đi ra tại chỗ. Tu La thống hận nhất yêu nhân quay đầu lại hỏi người khác thử xem, tu la thống hận nhất ai, chuyện này nhiếp vân cũng không rõ ràng lắm, cũng chưa nghe nói qua, bất quá xem hai người này nói hẳn là sự thật. Có thể tu la cùng yêu nhân có chút tập tính tương tự, thậm chí hắn hoài nghi hai chủng tộc này có phải đồng căn đồng nguyên hay không, vì sao phải thống hận đối phương. Trong nội tâm suy nghĩ lung tung một hồi, phát hiện nghĩ không ra cái gì, lập tức không hề đa tưởng, thân thể lắc lư, dọc theo đường cũ phản hồi. Trong đồng điện có rất nhiều trận pháp, nhưng đi qua một lần đã quen thuộc, trở về không gặp nguy hiểm gì, rất nhanh đi vào trước cánh cửa thứ nhất. Sử Tần trưởng lão, ta phụng mệnh lệnh của Kỳ Cường trưởng lão, chuyên môn tới lấy Cửu Dương Liệt Hỏa Đan. Đi ra trước cửa, đang muốn lợi dụng Thiên Phú Địa Hành Sư đi ra ngoài, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Sử Tần trưởng lão, Nhiếp Vân biến sắc, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không muốn đụng Sử Tần trưởng lão, không nghĩ tới tên này rõ ràng trở về rồi. Tàng ở trong tường a. Lúc này biết rõ đối phương rất có thể mở cửa tiến vào, Nhiếp Vân nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui vào trong vách tường. Động tác nhẹ nhàng, không có người phát hiện, là trúc Hải, Cửu Dương Liệt Hỏa Đan là cái gì? Tiến vào vách tường, Nhiếp Vân nhìn đi, người bên ngoài nói chuyện đúng là quen biết cũ, ban đầu ở phất hiểu thành truyền tống trận bị một cước đá bay, khảo hạch đệ tử nội môn an bài nhiệm vụ loạn hải địa cung cho mình. Trúc Hải, ân, đan dược ta đã luyện chế ra, vì sao kỳ cường không đích thân đến lấy? lại sai một tiểu bối như ngươi tới. Sử tần trưởng lão khẽ nói, kỳ cường trưởng lão bị tông chủ tìm đi có chuyện quan trọng phải làm, tạm thời thoát thân không ra, cho nên để ta tới một chuyến, đây là thủ lệnh của hắn. Trúc Hải cười lấy ra một ngọc bài, ân, sử tần trưởng lão nhìn thoáng qua, gật gật đầu, bàn tay khẽ đảo lấy ra một bình ngọc. Kỳ cường mang đến cửu dương thảo cùng cửu dương tinh thạch, ta liền luyện chế ra một viên cửu dương liệt hỏa đan, có thể làm cho người thiên tiên cảnh thuận lợi trùng kích la tiên cảnh là bảo vật hiếm có, bất quá, viên thuốc này vô cùng cuồng bạo, dưới tình huống không có người thủ hộ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện dùng, hơi không cẩn thận kiếm củi 3 năm thiêu một giờ lãng phí dược tính không nói, gây chuyện không tốt còn có thể để cho người cả đời tàn tật, nội tạng đốt diệt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Hồn phi phách tán, vâng, đa tạ sử tần trưởng lão, chúc hải biến sắc, tiếp nhận bình ngọc, tiện tay cất vào nạp vật đan điền. Cửu dương thảo, cửu dương tinh thạch, cửu dương liệt hỏa đan, Chẳng lẽ là từ Cửu Dương Sơn lấy được? Nghe đến mấy từ ngữ này, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Lần thứ nhất gặp được Kỳ cường trưởng lão là ở Phất Hiểu Thành truyền tống trận, chỉ sợ thằng này cũng đi Cửu Dương Sơn, Cửu Dương thảo, Cửu Dương tinh thạch kia đúng là từ trong núi lấy được, vừa về liền để cho Sử Tần trưởng lão hỗ trợ luyện chế đan dược, lúc này vừa vặn luyện thành. Ân, Sử Tần trưởng lão không để ý tới cảm tạ của hắn, tùy tiện khoát khoát tay, ngay sau đó mở cửa điện đi vào. Trúc Hải lấy được đan dược, cũng không ngừng lại, nhanh đi ra ngoài. Có thể làm cho cường giả thiên tiên cảnh trùng kích la tiên cảnh. Tuy không biết loại cửu dương liệt hỏa đan này rốt cuộc là cái gì, nhưng chỉ bằng vào loại công hiệu này liền cực kỳ cường đại, có lẽ có thể giúp ta một lần hành động đột phá, trực tiếp trùng kích thiên tiên cảnh. Thấy Trúc Hải đi ra ngoài, trong nội tâm nhiếp vân đột nhiên khẽ động. Tuy chưa từng nghe nói qua cửu dương liệt hỏa đan, nhưng nghe sử tần trưởng lão nói, có thể làm cho cường giả thiên tiên đột phá đến la tiên cảnh, dược hiệu nhất định cực kỳ đáng sợ, hắn tích lũy hùng hậu, muốn đột phá bản thân khó khăn, có lẽ viên thuốc này có thể làm cho hắn nhất cử thành công, tiến quân thiên tiên cảnh. Chỉ cần đạt tới thiên tiên, cường giả la tiên cảnh bình thường, chỉ sợ cũng không cần phải sợ. Nghĩ vậy, trong mắt nhiếp vân liền lửa nóng lên, dù sao Trúc Hải, kỳ cường trước kia một lòng muốn hại mình, không tính là người tốt, đoạt đồ đạc của bọn hắn không có bất luận tâm lý gánh nặng gì. Đương nhiên, hiện tại vẫn không thể bạo lộ mục tiêu, phải nghĩ biện pháp, làm cho đối phương có hại chịu thiệt còn không hề phát giác mới được. Ân, đúng rồi, sự tần trưởng lão không phải nói cửu dương liệt hỏa đan này vô cùng cuồng bạo, dễ dàng để cho người tẩu hỏa nhập ma sao. Cái kia tốt, ta liền chuẩn bị một chút, thay mận đổi đào A. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện ở trong óc, nhiếp vân nở nụ cười. Ngón tay điểm một cái, một đoàn diễm hỏa từ trung gian xông ra, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực chậm rãi hội tụ, thời gian nháy con mắt liền ngưng tụ thành một dược hoàn không lớn toàn thân dược hoàn này tản mát ra khí thức cuồng bạo, vô cùng nóng, hoàn toàn là dùng phương pháp luyện chế nguyên khí đạn, áp xúc chặt chẽ, tất cả mũi nhọn. Co rút lại ở trong đan dược, để cho người từ bề ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nam cung khiếu đại sư huynh, người đã một lòng muốn giết ta, liền đừng trách ta giả mạo ngươi. Nhìn kỹ dược hoàn một lần, phát hiện không có gì sơ hở, lúc này nhiếp vân mới cất vào một bình ngọc, ngụy trang chi khí xoay chuyển, cả người biến hóa hình dáng khác đúng là đại sư huynh nam cung khiếu veo chuẩn bị sẵn sàng nhiếp vân từ vách tường lặng yên không một tiếng động chui ra phượng hoàng chi dực bay múa thời gian nháy con mắt đã bay ra vài trăm mét đi tới trước trúc hải hô sau một góc rẽ nhiếp vân rơi xuống nhìn chung quanh một vòng không phát hiện những người khác thân thể khẽ động lộ ra hình thể ba góc tường đợi một hồi nhìn đúng thời cơ đột nhiên đi ra vừa lộ diện liền va vào trúc hải chương một nghìn đột phá một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Miệng nó, người không mở to mắt sao, không có nhìn thấy có người. Bị đụng vào, Trúc Hải tức giận đến chửi ầm lên, tiếng mắng mới đến một nửa, thấy rõ người trước mắt, toàn thân không khỏi run rẩy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại sư Huynh, ta không phải mắng ngươi, không phải mắng ta, vậy ngươi mắng ai, coi nam cung khiếu ta dễ khi dễ sao. Nhiếp vân cười lạnh một tiếng, bày ra khí thế đại sư Huynh mười phần, một cái tát rút qua ba trúc hải còn không kịp phản ứng quay tròn nửa vòng té ngã trên đất nhổ ra răng gãy trúc hải chỉ có thực lực thiên tiên cảnh hậu kỳ sức chiến đấu bản thân cũng không bằng nhiếp phân lúc này lại cho hắn là đại sư huynh hung danh lan xa nào dám hoàn thủ bị tát không biết trời đâu đất đâu trước mắt hoa tinh đầy trời đại sư huynh ta sai rồi là ta nhất thời hồ đồ bị đánh thiếu chút nữa ngất đi trúc hải ngay cả phản bác cũng không dám nói một câu lập tức nhận lỗi chỉ cần là người vân vô tông, người nào không biết đại sư huynh hung tảng ương ngạch, ngay cả trưởng lão cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là hắn. Hồ đồ, dám ở trước mặt ta xưng hô lão tử, người cũng thật lớn mật. Không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, nhiếp phân lần nữa đá một cước. Bành, lần này dùng toàn lực, ra mặt trúc hải run rẩy đầu lông mày nhảy loạn, xương cốt trước ngực giòn vang, nằm sấp trên mặt đất. Đồ vật không có mắt, lần này xem như cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, về sau còn dám chọc ta, cẩn thận ta trực tiếp giết ngươi. Một tát một cước đánh Trúc Hải chỉ còn lại nửa cái mạng, tâm tình của nhiếp vân không khỏi sảng khoái, trước kia bị thằng này tính toàn áp chế lửa giận toàn bộ phóng xuất ra, hừ một tiếng xoay người rời đi. Ẩu đả Trúc Hải hả giận là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là trộm đi cửu. Dương liệt hỏa đan, một tát một cước, vận chuyển thiên phú thần thâu, chuyện này đã hoàn thành, không cần phải làm lớn sự tình. Ly khai, nhiếp vân đang định trở lại chỗ ở, dùng cửu dương liệt hỏa đan thử xem dược hiệu, đột nhiên lỗ tai khẽ động nghe được tiếng bước chân liên tiếp dương mắt nhìn đi chỉ thấy trên một con đường khác đại sư huynh nam cung khiếu chính thức đang vỗ ngực vẻ mặt may mắn từ đan dược điện vụng trộm chạy ra hắn và nhiếp vân vừa vặn có một vách tường che chắn nên không thấy người nguy hiểm thật chỉ sợ chậm thêm mấy tức sẽ bị sử tần trưởng lão phát hiện lắc đầu nam cung khiếu thở ra một hơi vừa rồi hắn và đặng tiêu vụng trộm lẻn vào đông điện vừa đi ra đóng cửa thật kỹ liền phát hiện sử tần trở lại đan dược điện may mắn bọn hắn tốc độ nhanh vụng trộm giấu đi bằng không thì thật đúng là khó có thể giải thích nhờ có trúc hải tới muốn lấy đan dược gì đó phân tán sử tần trưởng lão chủ ý bằng không thì muốn giấu giếm được hắn vụng trộm chạy ra ngoài căn bản không có khả năng nói thầm một tiếng nam cung khiếu nở nụ cười mặc dù đối với loại nịnh nọt như trúc hải không quen nhìn nhưng lần này nếu như không phải hắn sẽ bị sử tần trưởng lão phát hiện a à. nam cung khiếu người cái tiện nhân lão tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Loại ý nghĩ này vừa chấm dứt, đột nhiên một thanh âm tràn ngập phẫn hận vang lên. Cùng ta bất cộng đái thiên, nghe được có người mắng mình, hơn nữa cùng hắn bất cộng đái thiên, nam cung khiếu biến sắc, con mắt lập tức hiếp lại. Thân là vân vũ tông đại sư huynh, hung danh hiển hách, đừng nói đệ tử, ngay cả trưởng lão bình thường cũng không dám nói chuyện với mình như vậy, không nghĩ tới mới vừa ra đan dược điện liền đụng phải một cái không sợ chết, như thế nào không giận thân thể nhoáng một cái lập tức vượt qua vách tường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người dẫy ruộng từ trên mặt đất bò lên, trong ánh mắt lóe ra phẫn hận nồng đậm. Trúc Hải, người cùng ta bất cộng đái thiên, thấy rõ bộ dáng người này, Nam Cung khiếu tức giận đến nổi trận lôi đình. Trong nội tâm vừa khoa trương tiểu tử này thoáng một phát, không nghĩ tới hắn liền dám khiêu chiến mình, lá gan thật ghê gớm a. À. Đại sư Huynh, Trúc Hải không nghĩ tới đại sư Huynh sẽ lần nữa trở về, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống bành, 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 ta cho người mắng ta tiện nhân, ta ngược lại muốn nhìn ai mới là tiện nhân. Bành, 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 dám cùng ta bất cộng đái thiên, lá gan của ngươi thực mập, toàn bộ tông môn dám khiêu chiến ta như vậy, chỉ sợ chỉ có ngươi. Một hồi kêu thảm cùng hư lạnh phẫn nộ, Trúc Hải đã sớm nửa chết nửa sống lần nữa bị tra tấn. Mười phút sau, đường đường cường giả thiên tiên cảnh hậu kỳ lại chỉ còn một hơi. Nếu không phải thực lực Trúc Hải rất mạnh, chỉ sợ đã bị đánh chết. Nể tình kỳ cường trưởng lão, lưu ngươi một cái mạng chó, nếu còn dám khiêu chiến ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Biết rõ ở trước cửa đan dược điện không thể làm quá phận, Nam Cung Khiếu lưu lại đối phương một hơi, quay người ly khai. Khiêu chiến, chẳng phải đi đường đụng ngươi thoáng một phát sao, nghe được Nam Cung Khiếu nói, trước mắt Trúc Hải tối sầm, mất đi. Thẳng đến hôn mê hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đối phương đến cùng phạm vào thần kinh gì, đi đường không cẩn thận đụng một cái, cần hạ thủ ác như vậy sao một lần còn chưa đủ liên tục đánh hai lần đây rốt cuộc là bao nhiêu thù a à? ha ha trên vách tường có năng lượng nhẹ nhàng chấn động nhiếp phân đi ra nhìn trúc hải nằm trên mặt đất khẽ cười một tiếng biến trở về hình dạng của mình nghênh ngang rời đi vừa rồi câu nói kia tự nhiên là hắn bắt trước trúc hải nói nam cung khiếu vốn tính tình nóng này nghe nói như thế làm sao sẽ cẩn thận phân biệt quả nhiên chúng kế xông lên lần nữa đánh trúc hải một trận Xếp đặt thiết kế như vậy cho dù về sau đối phương phát sát cửu dương liệt hỏa đan là giả, cũng chỉ sẽ tìm nam cung khiếu, cùng hắn không có quan hệ gì. Trở lại chỗ ở, nhiếp phân như trước để cho thương vĩnh ngụy trang thành hình dạng của hắn khoanh chân ngồi ở trên giường tu. Luyện, bản thân thì nhoáng một cái tiến vào bắt đầu tinh cung. Cửu dương liệt hỏa đan, cổ tay khẽ đảo lấy đan dược ra, vù vù, không khí chung quanh lập tức trở nên cực nóng, tựa hồ trong bình ngọc nho nhỏ ngủ đông một con liệt diễm thú. Viên thuốc này quả nhiên cuồng bạo đến cực điểm, ta cũng không cách nào phục dụng, bất quá. Thân là luyện đan tông sư, nhiếp vân liếc thấy ra trong viên thuốc này ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đến cực điểm, mặc dù là hắn cũng không thể nuốt. Nhưng hắn không thể nuốt, không có nghĩa là không thể dùng. chương 1403, đột phá 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Khu tu sư liền là khu tu sư, căn bản không hiểu được luyện đan. Nhịn không được cười lên, sở dĩ viên thuốc này lực lượng cuồng bạo như thế, luyện chế dược liệu hỏa thuộc tính chỉ là một cái trong số đó, chính yếu nhất là sử tần trưởng lão chỉ là khu tu sư, mà không phải luyện đan sư, không hiểu chủ phụ chi đạo. Thật giống như đông y, dược tính quá mãnh liệt có thể dùng một ít dược liệu trung hòa thoáng một phát, quá đắng có thể tăng thêm cam thảo. Luyện đan cũng đồng dạng, quân thần tá phụ, âm dương điều hòa mới là vương đạo. Viên thuốc này thời điểm sử tần trưởng lão luyện chế, hoàn toàn chính xác hoàn mỹ phát huy ra dược tính của cửu dương thảo cùng cửu dương tinh thạch, nhưng căn bản không có suy nghĩ người dùng có thể thừa nhận được dược lực cuồng bạo như vậy hay không. Xem ra chỉ có thể luyện chế lại một lần, liền dùng hàn khí trong tuyết lôi trì trung hỏa A. Nở nụ cười một tiếng, ngón tay nhiếp phân điểm một cái, một dòng nước lạnh từ đầu ngón tay tiến vào đan dược, đồng thời đan hỏa thiêu đốt, lần nữa nấu lại đan dược. Trong tuyết lôi trì chuyển ra lôi điện thạch, chẳng những ẩn chứa lôi điện cuồng bạo, cũng có chứa hàn khí nhất định. Những hàn khí này đối với hắn có được thiên phú diễm hỏa sư mà nói không coi vào đâu, nhưng luyện chế cửu dương liệt hỏa đan lại một lần, có thể hoàn mỹ phát ra tác dụng trung hòa. Đan hỏa đốt cháy, không biết qua bao lâu, cửu dương liệt hỏa đan lần nữa ngưng tụ thành hình, lúc này vàng óng ánh mượn mà, linh lực nội liếm, không có bộ dáng cuồng bạo như trước kia. Nuốt, biết rõ viên thuốc này đã không có trạng thái cuồng bạo như lúc trước, khẽ cười một tiếng, nhiếp vân há miệng nuốt đan dược xuống. Ung ục ục, đan dược tiến vào bụng, rất nhanh hóa thành dược lực hùng hậu kích động trong người. Thực lực ở dưới dược lực trùng kích, bắt đầu xuất hiện tăng trưởng nhanh chóng. Nhiếp Vân ở dưới loạn hải địa cung cắn nuốt mấy trăm con tu la, tuy không có để cho tu vi của hắn bạo tăng, lại làm cho thực lực. Củng cố, lúc này lực lượng của cửu dương liệt hỏa đan trùng kích, khí tức liên tiếp kéo lên, chỉ chốc lát đã đột phá thiên tiên gông cùng xiềng xích, lực lượng bão táp. Giang giác, giang giác, gông cùng xiềng xích đột phá, lực lượng sôi trào, Nhiếp Vân lập tức tiến nhập trạng thái lực lượng bạo tăng. Thực lực Nhiếp Vân đại tiến, đồng thời Trúc Hải cũng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ đi lấy đan dược, sao bị người đánh thành như vậy? Nếu không phải ta thấy người thời gian dài chưa quay về, phái người đi qua đón, chỉ sợ sớm đã chết ở trên đường rồi. Vừa mở mắt, một thanh âm tức giận vang lên bên tai. Trưởng lão, chứng kiến kỳ cường trưởng lão, Trúc Hải ủy khuất, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn và kỳ cường trưởng lão cũng không phải quan hệ thầy trò minh xác cho nên không dùng thầy trò tương xứng, như trước gọi hắn là trưởng lão. Hư, sự tần này hơi quá đáng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, cho dù không để ta vào mắt, chẳng lẽ ngay cả đệ đệ của ta kỳ Phật cũng không để ý. Cầm đan dược liền đánh ngươi như vậy, lần này ta phải tìm hắn phân xử. Kỳ cường tức giận đến hoa hoa gọi bậy, trưởng lão, ta không phải là bị sử tần trưởng lão đánh, mà là. Nam Cung Khiếu, Trúc Hải vội nói, Nam Cung Khiếu, tại sao hắn đánh ngươi? Kỳ cường sững sờ, nếu như là sử tần trưởng lão ra tay, hắn có thể trách cứ đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, tìm đệ đệ kỷ Phật phân xử, nhưng đồng môn đệ tử tầm đó gây gỗ, người bị đánh thành như vậy, chỉ có thể nói mình không có bổn sự. Ta, Trúc Hải nói sự tình một lần, nam cung khiếu này, cũng quá coi trời bằng vung đi, rõ ràng là hắn đụng phải ngươi, còn đánh ngươi thành như vậy. Trưởng lão muốn giúp ta hả giận a à? Trúc Hải vội vàng nói, giúp ngươi hả giận, nghe nói như thế, kỳ cương ngừng lại, tuy hắn là trưởng lão, hơn nữa còn là cường giả la tiên cảnh nhưng sức chiến đấu chính thức chưa hẳn có thể thắng được nam cung khiếu nếu có thể hả giận ngược lại không sao nếu thất bại chỉ sợ hắn đường đường trưởng lão sẽ không còn mặt mũi cửu dương liệt hỏa đan sử tần trưởng lão luyện chế xong chưa một lát sau kỳ cường hỏi đã luyện chế tốt hơn nữa giao cho đệ tử ở đây cổ tay trúc hải khẽ đảo từ trong nạp vật đan điền đưa tới bình ngọc luyện chế tốt rồi rất tốt Yên tâm đi, hiện tại ta liền bế quan luyện hóa Cửu Dương Liệt Hỏa Đan, chỉ cần thành công, có thể nhẹ nhõm đột phá tới La Tiên cảnh trung kỳ, đến lúc đó đả bại một nam cung khiếu nho nhỏ không có vấn đề. Cửu Dương Liệt Hỏa Đan có thể làm cho cường giả thiên tiên tấn cấp La Tiên cảnh, đối với La Tiên cảnh bình thường cũng có tác dụng rất lớn, hiện tại hắn đã đạt đến La Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút cơ hội là có thể đột phá, chỉ cần thành công, nam cung khiếu nho nhỏ lại được cho là cái gì? Tiếp nhận bình ngọc, ánh mắt kỳ cường lửa nóng loại lửa nóng của kỳ cường cũng không tiếp tục bao lâu đã bị một hồi lửa giận thay thế sau khi hắn dùng cửu dương liệt hỏa đan viên thuốc này rõ ràng không hòa tan mà lặng yên giấu ở chỗ sâu trong khí hải ngay cả hắn tìm khắp cũng không rõ đến cùng đi nơi nào mà tu vi của hắn cũng không có bất kỳ tăng trưởng thật giống như viên thuốc này không có tác dụng vậy vô liêm sỉ người xác định viên thuốc này là từ sử tần trưởng lão lấy đến sao một phen vất vả không có kết quả kỳ cường tức giận đến sắp nổ tung một tay nhấc lên trúc hải hung hăng tát mấy cái vất vất vả và tốn hao một cái giá lớn mới ở cửu dương sơn đạt được những dược liệu cùng khoáng thạch chân quý kia lại tốn hao một cái giá lớn mới nhờ được sử tần trưởng lão ra tay làm sao có thể luyện chế ra loại phế phẩm này cho dù ăn sống những bảo bối kia vào bụng cũng sẽ tốt hơn hiện tại a à. trưởng lão ta là từ trong tay sử tần trưởng lão lấy ra trúc hải như thế nào cũng không thể tưởng được lấy cái đan dược sẽ phải chịu nhiều tai bay vả gió như vậy khóc giống lưu nước mắt, lấy cái giám, đã bị người đánh cháo rồi. Trên bình thuốc của sử tần trưởng lão đều có ký hiệu, cái này không có gì, chỉ là mặt hàng bình thường, khẳng định bị trộm đi rồi. Lấy ra chai thuốc, kỳ cường ném lên mặt Trúc Hải. Nuốt đan dược phát hiện không có kết quả, cẩn thận quan sát bình ngọc, lập tức hiểu được. chương 1404, Túy Phương Đình 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chai thuốc của sử tần trưởng lão đều có dấu hiệu đặc biệt, mà cái này không có gì, khẳng định bị người đánh cháo rồi. Trưởng lão, nhất định là nam cung khiếu, chứ hắn ra không có người dám làm như thế. Vì phủi sạch quan hệ, Trúc Hải vội vàng nói, kỳ cường trưởng lão gần đây lòng dạ hẹp hòi, vạn nhất hoài nghi đến hắn đánh cháo, thì có khổ nói không nên lời rồi. Nam cung khiếu, kỳ cường cũng không hoài nghi, thanh âm lành lạnh, đột nhiên đứng thẳng thân thể. Ta và ngươi bất cộng đái thiên, hôm nay tất sát ngươi đang kêu to, đột nhiên ngoài cửa vang lên một thanh âm. Kỳ cường trưởng lão, tông chủ triệu kiến, tông chủ, tông chủ đang tìm ta, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Kỳ cường không quan tâm đi đánh chết nam cung khiếu, vội vàng đi ra ngoài. Thét dài một tiếng, nhiếp vân đứng dậy, cửu dương liệt hỏa đan không hổ là đan dược chân quý, mượn nhờ dược lực thuận lợi đột phá. Mặc dù chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nhưng từ chân tiên đến thiên tiên, là đại bay vọt, tỏ vẻ từ tiên cấp sơ kỳ tiên lực, tiên thể, Chân Tiên, rốt cuộc tấn cấp đến trung kỳ, sức chiến đấu cùng ý thức đều có bay vọt về chất. Bằng vào thực lực bây giờ, lần nữa chiến đấu với phiền lạc, không cần phiền toái như vậy, một quyền có thể để cho hắn tinh thần sụp đổ, triệt để thần phục, thậm chí ngay cả loại thiên tài như Nam cung Khiếu cũng có lòng tin chiến một trận. Đa Tạ Kỳ cường trưởng lão rồi, cười khẽ một tiếng, nhiếp phân ra tinh cung, trở lại gian phòng của mình. Hắn tạo đan dược giả, là dùng phương pháp áp xúc nguyên khí đạn áp chế thành, không thể luyện hóa để trong người tương đương một quả bom hẹn giờ, tuy trong thời gian ngắn không có bất cứ tác dụng gì, nhưng chỉ cần một lúc sau, hoặc bị tinh thần của hắn dẫn động, thì có thể bạo tạc nổ tung, tạc toái khí hải. Bất quá, đối phương có thể ăn viên thuốc này hay không, hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù kỳ cường trưởng lão này phái người đối phó qua mình, nhưng một đường gặp giữ hóa lành, hiện tại lại trộm cửu dương liệt hỏa đan của hắn, xem như triệt tiêu rồi, với hắn mà nói việc. Cấp bách là nghĩ biện pháp cướp lấy hỗn độn linh dịch, luyện thành bất tử chi thân, không có tâm tình so đo với một trưởng lão nho nhỏ. Ly khai tinh cung, nhiếp vân lặng lẽ chuồn ra vân vũ tông, vượt qua thiên kiếp, vừa trở lại chỗ ở, chợt nghe một thanh âm. Đặng tiêu sư tỷ, lần này chúng ta có thể thuận lợi trở thành đệ tử chân truyền, nhờ có người cùng diệp thần sư huynh trợ giúp cùng dẫn đầu. Hiện tại mọi người ở túy phương đình chuẩn bị rượu và thức ăn, hy vọng nhị vị có thể đi qua, thứ nhất tỏ vẻ cảm tạ, thứ hai, hy vọng chúng ta vừa mới tấn cấp đệ tử chân truyền có thể liên hợp chung một chỗ, đừng để đệ tử uy tín lâu năm ước hiếp. Là từ siêu, hắn nhận ra chủ nhân của thanh âm, từ siêu là ban đầu ở loạn hải địa cung cùng bọn người đặng tiêu chung một chỗ thí luyện, từng cực kỳ bài xích nhiếp vân, về sau hắn đại triển thần uy đánh chết vô số tu la, thái độ mới đổi mới, trước ngạo mạn sau cung kính. Sau loạn hải địa cung thí luyện, nhiếp vân bị phân phối đến đan dược điện, liền không bái kiến những người này, lúc này vừa thấy nhịn không được bay lên cảm giác thân cận. Cùng một chỗ cộng đồng trải qua sinh tử, khó tránh khỏi có loại cảm giác này. Nguyên lai like là từ siêu sư huynh, nhiếp vân đi ra, mệnh của ta là diệp thần sư huynh cứu, vẫn xưng hô ta sư đệ A, à, nếu không ta sẽ không nhận nổi. Thấy nhiếp vân xưng hô sư huynh, từ siêu vội vàng không người. Đại tông môn đều dùng thực lực nói chuyện, ai thực lực mạnh. Người đó làm sư huynh, thật giống như nam cung khiếu, mặc dù trưởng lão bình thường chứng kiến, cũng không dám nói nhảm. Chuyện này, mọi người là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là nên phải, Nói như vậy có chút khách khí rồi." Nhiếp Vân cười nói, đối với Từ Siêu này hắn cũng không có phản cảm gì, tuy lúc trước xa lánh hắn, cũng là vì thí luyện bảo vệ tánh mạng, bất đắc dĩ mà thôi. "Vẫn là Nhiếp Vân sư huynh rộng lượng." Từ Siêu vội nói, "Diệp thần, đám người Từ Siêu có hảo ý, nếu không chúng ta cùng đi a." À. Hai người hàn huyên hai câu, Đặng Tiêu mở miệng, cung kính không bằng tuân mệnh, Nhiếp Vân gật đầu đáp ứng, Tuy Phương Đình là địa phương đệ tử Vân Vũ tông dùng để tiêu khiển, tương tự như quán rượu." có thể tiến đến tiêu phí, bên trong mỗi một vật đều vô cùng quý trọng, giá cả xa xỉ. Đám người từ siêu có thể ở chỗ này thiết yến nói rõ hao tốn không ít. Đi theo sau lưng từ siêu, hai người nhiếp phân đi ra đan dược điện, đi đến túy phương đình. Sư tỷ ngươi làm sao vậy? Thấy hai đầu lông mày của đặng tiêu mang theo yêu sầu, nhiếp phân biết chắc vẫn còn vì nam cung khiếu uy hiếp mà phiền não, giả bộ như không biết hỏi. Ta không sao, đặng tiêu không muốn nhiều lời, vuốt vuốt lông mày, không nên buồn, có một số việc có lẽ giải quyết cũng không khó. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Ngươi có phải biết cái gì hay không? Chuyện của ta ngươi ngàn vạn lần đừng dính vào, nam cung khiếu này. Được rồi, người tốt nhất không nên để ý tới, bằng không thì thật sự sẽ rước hỏa vào thân. Sắc mặt Đặng tiêu hơi đổi, vội vàng truyền âm. Ngày đó Nhiếp Vân trong lúc vô tình xuất hiện, dọa nam cung khiếu đi, nàng đã biết rõ, thiếu niên trước mắt này chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đã biết sự tình nhưng nàng vẫn hy vọng đối phương không muốn dính vào cho thỏa đáng. Nam cung khiếu này tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, loại nhân vật này, tốt nhất không nên đắc tội, bằng không thì phiền toái không ít. Nàng cũng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy đến thiếu niên kia. Đa tạ sư tỷ đề điểm, nhiếp vân gật đầu, chứng kiến thái độ của đặng tiêu, trong nội tâm lần nữa bay lên một tia hảo cảm, đương nhiên, cũng không phải tình cảm giữa nam nữ, mà là một loại tán dương cùng thưởng thức. Thấy được nguy hiểm không hoảng loạn, đối với người bình thản, không có loại tâm tính bởi vì người yếu liền xem thường, tuy thực lực không được tốt lắm, nhưng loại tính cách cùng tâm tình này, lại để hắn coi trọng. Ngươi, nếu không ngươi lập tức rời vân vũ tông A, nơi này có ta nhiều năm tích lũy, tuy không thể để cho ngươi tu vi gia tăng bao nhiêu, lại có thể giúp ngươi tu luyện giảm bớt không ít trở ngại. Thấy thiếu niên không để ý tới hảo ý của nàng, đặng tiêu sốt ruột truyền âm. Trường 1405, Túy Phương Bình 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đa tạ hảo ý của sư tỷ, nhiếp vân biết rõ đối phương hảo ý, lắc đầu cự tuyệt. Trước khi không có được hỗn độn linh dịch, bảo hắn đi cũng sẽ không đi, lại nói nam cung khiếu ở trong mắt người khác vô cùng lợi hại, nhưng sau khi đạt tới thiên tiên cảnh, hắn lại không sợ hãi. Thấy hắn lơ đánh, đặng tiêu còn muốn nhiều lời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đã đến túy phương đình. Ngoại trừ từ siêu, mấy người lúc trước chung một chỗ tham gia loạn hải địa cung thí luyện đều đến, chứng kiến hai người tới đều nhao nhao đứng dậy từng người lộ ra dáng tươi cười bọn hắn ở túy phương đình đã đặt xong phòng hai người vừa đến liền được mời vào đặng tiêu được xếp ở vị trí đầu não nhiếp phần thứ hai rất nhanh rượu và thức ăn liền đưa lên thịt thanh giác vân thú hà bàng cam long kim khê lộc cái này cái này những cái này đều là đồ ăn quý nhất ví phương đình ăn đối với tu luyện giả có trợ giúp rất lớn các ngươi chẳng lẽ phát tài nhìn trên mặt bàn đặng tiêu lại càng hoảng sợ Trước mắt một bàn đồ ăn này, giá cả xa xỉ, đừng nói đệ tử chân truyền vừa mới tấn chức, cho dù đệ tử chân truyền uy tín lâu năm, thậm chí một ít trưởng lão, chỉ sợ cũng ăn không nổi. Cái này là một phần tâm ý của chúng ta, nếu như không có hai vị, chúng ta đừng nói đệ tử chân truyền, chỉ sợ sớm đã lâm vào điên cuồng, biến thành tu la, tốn chút tiền là nên phải. Từ siêu cười nói, đúng vậy, đặng tiêu sư tỷ diệp thần sư huynh, các người không nên khách khí. Lại một đệ tử cười nói, đi theo hai người nói, những người khác bảy mồm tám lưỡi thảo luận lên. Cái này nhóm người còn rất trưởng nghĩa, ân, không đúng, nhiếp vân hơi cười một tiếng, cảm thấy mọi người rất nghĩa khí, tri ân đổ báo có ơn tất báo, đột nhiên trong nội tâm tự dưng hiện lên vẻ cảnh giác. Sư tỷ sư huynh, mau thừa dịp ăn nóng a à. những món ăn dân dã của túy phương đình này đều là đệ tử chân truyền dùng điểm cống hiến hối đoái, mỗi một món đều vô cùng chân quý, thường xuyên phục dụng đối với tu vi có lợi thật lớn loại ý nghĩ này chợt lóe lên, ngay sau đó đã bị từ siêu nhiệt tình thay thế. Sư tỷ, mọi người đã nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng đừng khách khí. Đạt tới loại thực lực như nhiếp phân, mặc dù không có thiên phú thiên đạo sư cùng thiên cơ sư, nhưng có thể tiên đoán thiên cơ khống chế thiên đạo, sớm biết rõ nguy hiểm, nhiều lần sinh tử tôi luyện, ở sâu trong nội tâm đối với nguy hiểm đã có cảm ứng đặc. Thu, dù che đậy toàn bộ giác quan thứ sáu, một khi nguy hiểm tiến đến, như trước có thể phát hiện cái này đã diễn hóa thành một loại bản năng, đừng nói đặng tiêu, cho dù loại người như nam cung khiếu cũng không cách nào bằng được. dù sao những người bọn hắn ai cũng không có như nhiếp vân, nhiều lần kinh nghiệm sinh tử. loại cảnh giác này đột nhiên tới, trong lòng của hắn đã có định án, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ khác thường, trong tiếng cười cầm lấy chiếc đũa kẹp một miếng thịt, trực tiếp nuốt vào. đây là thịt thanh giác phân thú nổi danh nhất, ăn vào trong miệng tinh khiết và thơm đến cực điểm, bao hàm linh khí nồng đậm để cho tứ chi bách hải của người lộ ra một cổ hương thơm nồng đậm trong thức ăn này không có kỳ quặc nhiếp vân có thiên phú kịch độc cũng không sợ đối phương hạ độc trực tiếp nếm thử ăn một miếng không phát hiện vấn đề để cho hắn ngược lại có chút nghi ngờ căn cứ kinh nghiệm nhiều năm sinh tử loại cảm giác nguy cơ này tuyệt đối sẽ không sai lầm nhưng vì sao trong thức ăn không có khí thức độc dược chẳng lẽ hắn nghĩ lầm thế nào cũng không tệ lắm phải không diệp thần sư huynh ăn nhiều chút những cái này đều là thứ tốt trong nội tâm nhiếp vân kỳ quái, từ siêu cầm lấy chiếc đũa kẹp lên 4 năm khối thịt, đặt vào trong chén của hắn. Hắn kẹp mỗi đồng loại đều là chân quý nhất, còn không có ăn vào, đã nghe đến hương khí xông vào mũi. Sư tỷ người cũng đừng khách khí, dùng đi. Một đệ tử thấy động tác của từ siêu, vội vàng cười kẹp vài miếng cho đặng tiêu, thức ăn giống như đúc gắp cho nhiếp vân. Chư vị khách khí, nhiếp vân bất động thanh sắc, ăn thức ăn đối phương gắp cho vào miệng, trong mắt lập tức hiện lên hàn quang quả nhiên có vấn đề sở di ăn một miếng cảm giác không ra là vì bọn hắn có khả năng sử dụng một loại độc dược hỗn hợp loại dược này phân biệt đặt ở trong vài loại chỉ cần không ăn hết liền không trúng độc mà từ siêu kẹp đồ ăn cho mình cùng đặng tiêu đúng là một bộ đầy đủ kịch độc chi khí hóa giải bởi vì sớm có chuẩn bị mỗi dạng đồ ăn chỉ ăn hơi chút trúng độc không sâu kịch độc chi khí xoay chuyển trong người nhiếp phân đã minh bạch trong thức ăn đến cùng hạ xuống độc gì đây là một loại độc dược có thể làm cho người toàn thân tê liệt trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, không để cho người chí mạng. Dĩ nhiên đối với người khác mà nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn có thiên phú kịch độc mà nói nhẹ nhóm hóa giải, không có bất kỳ khó khăn. Tới, ăn a à, thấy nhiếp vân ăn hết, từ siêu giả bộ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục dùng. Đặng Tiêu chịu không nổi mọi người nhiệt tình cũng nhịn không được ăn vài miếng. Biết rõ loại độc dược hỗn hợp này không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Vân cũng không nhắc nhở. "Lên Ken, ta làm sao vậy, như thế nào toàn thân không có thể động, thấy đặng Tiêu ăn hết, Nhiếp Vân giả bộ như biến sắc, thân thể không tự chủ được lắc lư vài cái." Hắn khẽ động như vậy, Đặng Tiêu cũng lập tức phát hiện dị thường, mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên. "Từ Siêu, các ngươi, trong thức ăn hạ xuống cái gì?" Khí tức toàn thân lao nhanh, tựa hồ tùy thời có thể phún dũng, hai hàng lông mày của Đặng Tiêu giơ lên, khí tức cả người như cầu vồng. "Xin lỗi sư tỷ." chúng ta cũng không có biện pháp đây là đại sư huynh bàn giao nếu như không đáp ứng mặc dù chúng ta trở thành đệ tử chân truyền cũng không có một ngày tốt lành từ siêu lui về phía sau một bước nói đúng vậy muốn trách thì trách hai người các ngươi đắc tội đại sư huynh hắn điểm danh muốn hai người các ngươi mới có thể buông tha chúng ta chúng ta cũng là bị ép bắt lấy hai người các ngươi tám người chúng ta có thể sống cũng là chuyện tốt mấy người khác nói tốt tốt nghe được mọi người nói đặng tiêu cảm thấy sắp tức điên rồi bái kiến vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy. chương 1406, thu phục chiếm được Nam Cung Khiếu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lúc trước nếu không phải nàng cùng Diệp Thần, những người này chỉ sợ sớm đã chết, rõ ràng không biết cảm ơn, còn nói ra lời này, quả thực không bằng cầm thú. Hiện tại ta sẽ giết các ngươi, một tiếng hí dài, ngọc trưởng của đặng tiêu bốc lên đập qua. Bất quá lực lượng còn không có phát ra, liền trực tiếp tán loạn, cả người biến sắc, đầu gối mềm nhún tê liệt ngã xuống độc dược đã triệt để phát tác không có ý tứ nếu như chúng ta không bắt ngươi chúng ta sẽ chết vì bảo vệ tánh mạng chỉ có thể cho các ngươi chết rồi thấy hai người đều không còn lực khí từ siêu cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía những người khác mang bọn họ đến phủ đệ của đại sư huynh vâng mọi người lên tiếng ba chân bốn cẳng nâng hai người lên đi nhanh ra túy phương đình túy phương đình tựa hồ cũng đã sớm bàn giao tốt rồi trên đường đi không có người ngăn trở Diệp thần sư đệ, là ta hại ngươi, bị loại kịch độc này tê liệt toàn thân, nhưng tinh thần lại thanh tỉnh, chứng kiến nhiếp vân ở bên người, đặng tiêu mặt mũi tràn đầy ái náy. Sư tỷ không cần nói như vậy, nhiếp vân cắt đứt lời của nàng, trong ánh mắt ái náy của đặng tiêu, mọi người một đường thông suốt, lần nữa đi vào phủ đệ của Nam Cung Khiếu. Đại sư huynh, chúng ta đã mang đến đặng tiêu, diệp thần. Rất nhanh tiến vào phủ đệ, từ siêu dừng lại cung kính nói. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy Nam Cung Khiếu đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt cười lạnh. Nam Cung Khiếu, người đây là ý gì? Nhìn thấy Nam Cung Khiếu, đặng tiêu vội vàng quát, có ý tứ gì? Ta nói rồi, ta muốn có được đồ vật gì đó, không có người có thể ngăn trở. Cười lạnh liên tục, ánh mắt Nam Cung Khiếu dù đãng ở trên người đặng tiêu, không kiêng nể gì cả. Mấy người các người ra ngoài trước đi, nhìn một hồi, Nam Cung Khiếu vung tay nói. Vâng, mọi người gật đầu đồng thời lui ra ngoài. Ngươi, vô sỉ, Ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi, nhưng Diệp thần sư đệ là người vô tội, cầu ngươi thả hắn ra." Sắc mặt âm tình bất định, Đặng Tiêu biết rõ hôm nay không thể tránh được, khẽ cắn răng nói. "Ân, không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này, nàng còn vì mình, Nhiếp Vân nhịn không được lắc đầu, đồng thời thở dài một tiếng. Đối phương đã chiếm chủ động rồi, sao có thể đáp ứng? Quả nhiên, một tiếng gào thét hưng phấn vang lên, Nam Cung Khiếu lộ ra vẻ dữ tợn. "Thả, ngươi không có nằm mơ chứ?" phá chuyện tốt của ta, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống. Hôm nay ta chẳng những muốn sủng hạnh ngươi, còn muốn ở trước mặt ngươi giết hắn, để cho ngươi biết không hảo hảo hợp tác với ta sẽ trả giá thế nào. Trong mắt Nam Cung khiếu sát cơn nóng rực, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Quát con, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi cho ta. Sắc mặt dữ tợn, một kiếm đâm tới, muốn giết ta, ngươi phải có bổn sự này mới được. Trường kiếm sắc bén của Nam Cung khiếu thoáng một phát đâm vào không khí, lúc nhìn chăm chú lại, chỉ thấy thiếu niên vốn thân chúng kịch độc không cách nào nhúc nhích, chẳng biết lúc nào đã lăng không bay lên, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung, ánh mắt lộ ra mỉa mai. Cái gì, ngươi không có chúng độc, còn có thể bay, nam cung khiếu lại càng hoảng sợ. Diệp thần, không chỉ hắn kinh ngạc, đặng tiêu cũng sửng sốt, gục xuống cho ta, nhiếp vân triển lộ thực lực, cũng không giải thích, nắm đấm dơ lên, lực lượng phách không đánh xuống. Ngươi, không nghĩ tới hắn chẳng những không có chúng độc, còn có thực lực như thế, trường kiếm của Nam Cung khiếu ra sức nghênh đón. Âm âm, thực lực của hắn cường đại, so với phiền lạc trưởng lão còn hơn một bậc, nhưng so với nhiếp vân vừa mới tấn chức, lại kém không ít, một quyền xuống dưới, trường kiếm đứt đoạn, đầu gối mềm nhún, đã bị lực lượng cuồng bạo ngăn chặn, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Người tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Sắc mặt Nam Cung khiếu trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy, không thể tin được. Tuy hắn là nửa bước la tiên cảnh, nhưng sức chiến đấu ngay cả la tiên cảnh sơ kỳ bình thường cũng không phải đối thủ ở vân vũ tông hung hăng càn quấy đã quen cùng tuổi không có đối thủ mà tiểu tử trước mắt này so với hắn còn trẻ không ít một quyền liền đánh bại hắn đây là cái thực lực gì vân vũ tông tại sao có thể có cao thủ lợi hại như vậy cái này đặng tiêu cũng kinh ngạc nói không ra lời nam cung khiếu là tồn tại nàng kiêng kỵ sợ hãi nhất thậm chí không dám phản bác như thế nào một quyền đã bị đối phương đánh quỳ dạp xuống đất diệp thần sư đệ không có danh tiếng gì này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng a à. sư tỷ ta trước giúp ngươi giải độc a à. một chiêu đánh ngã nam cung khiếu nhiếp vân khẽ cười một tiếng bàn tay phất một cái một đạo kịch độc chi khí hóa giải độc trong cơ thể đặng tiêu ngươi không phải đệ tử vân vũ tông ngươi rốt cuộc là ai nghĩ biện pháp lẫn vào tông môn mục đích là gì đột nhiên nam cung khiếu ý thức được cái gì gấp giọng quát lẫn vào tông môn ta còn muốn hỏi một chút ngươi lẫn vào tông môn làm gì phù diêu đại nhân là ai nhiếp vân khẽ nói ngươi nghe được danh tự của phù diêu đại nhân nam cung khiếu biến sắc thuận theo ta ta là chủ nhân của ngươi có thể cho ngươi thoát khỏi phù diêu đại nhân khống chế thậm chí trở thành chủ nhân của vân vô tông thấy linh hồn hắn chấn động kịch liệt nhiếp vân thi triển ra thiên phú đầu độc sư trong thanh âm mang theo ý đầu độc đậm đặc để cho người buồn ngủ ngươi muốn đầu độc ta nam cung khiếu không hổ là thiên tài vân vô tông sau khi sướng sở lập tức kịp phản ứng Hai hàng lông mày giơ lên. Ngươi cự tuyệt sao? Thực lực của ngươi không bằng ta, ta muốn giết ngươi dễ dàng, trở thành nô bộc của ta, ngươi còn có thể sống. Thanh âm của Nhiếp Vân như ma âm, run rẩy chui vào lỗ tai của hắn, để cho hai mắt hắn mê ly, cả người lâm vào mốc trệ. Thực lực của hắn không bằng Nhiếp Vân, hơn nữa tiên âm đầu. Độc quá cường đại, chỉ chốc lát hai mắt liền mông lung, cúi người trên mặt đất. Chủ nhân, Vân Vũ tông đại đệ tử Nam cung Khiếu thần phục Nhiếp Vân. Cái này cái này, nhìn một màn này vào trong mắt, nhân sinh quan của đảng tiêu lập tức sụp đổ. Theo nàng, Nam Cung Khiếu là nhân vật không thể chiến thắng, mà bị Diệp Thần một quyền đánh quỷ dạp xuống đất, còn triệt để thần phục biến thành khôi lỗi, lực trùng kích cường đại làm cho nàng khó mà tin được. chương 1407, Hà Võ Điệt 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không phải sợ, người trợ giúp qua ta, ta sẽ tri ân đổ báo có ơn tất báo, sẽ không thương tổn ngươi, Chứng kiến bộ dáng của nàng, nhiếp vân an ủi một câu, quay đầu nhìn về phía nam cung khiếu. Cho ta một đạo phong hành chi khí. Vâng, đầu ngón tay duỗi ra, một đạo khí thức đặc thù quay cuồng mà ra, dọc theo cánh tay nhiếp phân tiến vào cơ thể hắn. Giang giác, thiên phú phong hành sư, thành, phong hành chi khí xoay chuyển trong người, một đan điền của nhiếp vân lập tức chuyển hóa thành công, thuế biến thành thiên phú phong hành sư. Phong hành sư, còn gọi là cấp tốc sư, cùng đại lực sư thứ 71 lẫn nhau đối ứng, có thể mượn nhờ sức gió, lập tức tăng lên tốc độ, uy lực vô cùng. Quả nhiên lợi hại, có loại thiên phú này, tốc độ của ta so với trước kia bạo tăng gấp 10 lần, Phượng Hoàng Chi Dực có thể phát huy ra hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Cảm nhận được phong hành thiên phú cường đại, nhiếp vân nhịn không được nói. Tuy phong hành thiên phú không tính là thiên phú cường đại, vẻn vẹn chỉ bài danh 71, nhưng phối hợp Phượng Hoàng Chi Dực mà nói, hoàn toàn có thể phát huy tốc độ đến cực hạn. Trước kia vân vũ tông đại trận không chê vào đâu được, nếu như khốn ở bên trong không cách nào đào tẩu, nhưng bây giờ chỉ cần thật muốn đi, cánh khẽ vỗ, hoàn toàn có thể rong ruổi ngàn dặm, tiêu giao ngoại vật. Hiện tại trong cơ thể hắn ngoại trừ chủ đan điền tổng cộng có 30 loại thiên phú đặc thù, bài danh trước 100 có 24 dạng, tuy dung hợp không nhiều, nhưng tiềm lực vô cùng, vượt qua cửu phẩm kim vân khu tu sư, ở trong tầm tay. Phù diêu đại nhân kia đến cùng là người nào? Vì sao ngươi nghe mệnh lệnh của hắn? Cảm mộ thiên phú lóe lên tức thì, nhiếp vân ổn định lại tâm tình hưng phấn, nhìn về phía nam cung khiếu. Hắn, là một con tu la, lần trước ta đi ra ngoài thí luyện, bị hắn bắt được, bức bách mới đáp ứng vì hắn làm việc. Nam cung khiếu nói, bị hắn bắt, trong mắt hào quang lập lè, nhìn một hồi, quả nhiên ở trong cơ thể hắn chứng kiến một tia dị thường. Tu la mật phân, thấp giọng hô, sắc mặt nhiếp phân ngưng trọng, tu la nhất tộc giống như yêu tộc, linh tộc, đều có văn tự đặc biệt. Tu la mật phân là dùng ngôn ngữ đặc biệt của bọn hắn, khắc phù chú trong người, một khi dám vi phạm mệnh lệnh, ngoài ức vạn giảm cũng có thể để cho linh hồn người sụp đổ, sống không bằng chết. Nhiếp vân ở trong truyền thừa của bắc đầu tinh quân đã từng gặp những vật này, chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu được. Tu la mật phân, là siêu việt tu la tướng, ít nhất đạt tới tu la hoàng mới có thể khắc ra, so với sát độc thì lợi hại mấy chục lần, đừng nói một nam cung khiếu nho nhỏ, cho dù một ngũ phẩm khu tu sư chỉ sợ cũng không thể phá giải. Phù Diêu đại nhân là đại năng năm đó cùng tổ tiên của Vân Vũ tử chiến đấu, sau khi ta bị bắt căn bản không có khả năng phản kháng, hắn muốn ta điều tra Vân Vũ tôi thể dịch ở địa phương nào, để cho ta trộm ra một ít, để cho hắn khôi phục thể lực. Nam cung Khiếu không dám giấu giếm, nói hết tất cả ra. Điều tra Vân Vũ tôi thể dịch chỉ sợ là ngụy trang, mục đích thực sự của hắn là hỗn độn linh dịch. Kết hợp tin tức nghe được ở đại điện, Nhiếp Vân hiểu được. Phù Diêu đại nhân này cùng Vân Vũ tử chiến đấu khẳng định bị thương rất nặng. Mặc dù hắn là nửa bước tu la đế, như trước không có triệt để khôi phục, hỗn độn linh dịch là bảo vật trong hỗn độn chất lọc ra, chỉ sợ đối với hắn cũng có trợ giúp, lúc này mới khiến hắn quan tâm, không tiếc an bài quân cờ nam cung khiếu. Này, chỉ là, thân thể của hắn bị khóa sắt khóa lại, mặc dù đạt được hỗn độn linh dịch cũng mang không đi à. Trước kia chứng kiến phù diêu đại nhân, hắn bị khóa ở chỗ sâu trong sơn độc, mặc dù không biết khóa sắt kia là vật gì đúc thành, nhưng có thể làm cho loại đại năng kia không cách nào đào tẩu liền biết không phải vật đơn giản. Hỗn độn linh dịch rèn luyện thân thể, thân hình bị khóa, lấy được lại có làm được gì? Thân thể khôi phục là hắn có thể dẫy ruộng xiềng xích sao? Cẩn thận hỏi thoáng một phát, nhiếp vân phát hiện đối phương biết đến cũng không nhiều, lúc này mới thôi. Nam cung khiếu ở trong mắt phù diêu tu la, chỉ là quân cờ, tự nhiên không có khả năng nói với hắn quá nhiều. Giao hết bảo bối những năm này ngươi vơ vét ra đây. Hỏi nửa ngày biết không có tin tức hữu dụng gì, nhiếp vân đưa ánh mắt vào phía trên bảo vật của hắn. Hắn thân là vân vũ tông đại đệ tử, lại ngang ngược càn rỡ nhiều năm, bảo vật trên người khẳng định không ít. Tất cả bảo bối của ta cơ hồ đều gia tăng tu vi, chỉ còn lại có bấy nhiêu. Nam cung khiếu không dám giấu giếm, lấy ra tất cả bảo vật trên người. Hai mắt nhiếp vân tỏa ánh sáng tìm một vòng, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nhìn xem đồ vật không ít, nhưng đối với hắn hữu dụng lại không nhiều. Hắn tích lũy quá hùng hậu rồi, Bảo vật bình thường căn bản không có hiệu quả. Được rồi, đặng tiêu sư tỷ, đoạn đường này ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy, ta liền cho ngươi chút chỗ tốt. Tiện tay chào một cái, nhiếp vân ở trong một đống bảo vật tìm được mấy trăm dược liệu, nhẹ nhàng bắn ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt, mấy tức liền dung hợp dược tính chung một chỗ, ngừng tụ thành đan dược, bắn tới đặng tiêu. Đan hỏa, kim diễm đan hỏa, thiên phú đan hỏa hình thái thứ ba, chứng kiến đan hỏa, đặng tiêu liền sắp bị dọa ngất rồi, nàng cũng có được thiên phú đan hỏa bất quá cho tới bây giờ chỉ là loại hình thái thứ nhất mà thôi, cách loại hình thái thứ ba còn rất kém xa. Há miệng nuốt vào dược hoàn bay tới, lực lượng của đặng tiêu liên tiếp kéo lên, rất nhanh đột phá thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đạt tới trung kỳ, cuối cùng ngừng lại ở trung kỳ đỉnh phong. Đa tạ diệp thần sư đệ, cảm nhận được lực lượng trực tiếp nhảy lên một tiểu cấp bậc, đặng tiêu hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Không cần khách khí, nhiếp phân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía nam cung khiếu người giấu muội muội của đặng tiêu sư tỷ ở đâu trước kia ở đan dược điện nghe lén nói chuyện biết rõ muội muội của đặng tiêu bị nam cung khiếu bắt lúc này mới bị áp chế tại hà võ điện hà võ điện sắc mặt đặng tiêu lập tức thay đổi làm sao vậy chứng kiến bộ dáng của nàng nhiếp vân nhịn không được hỏi hà võ điện là nơi vân vũ tông giam giữ phạm nhân là một không gian có trận pháp đặc biệt vô cùng nguy hiểm một khi tiến vào rất khó đi ra không nghĩ tới hắn rõ ràng phát rồ như vậy. Đặng tiêu cắn chặt răng, chương 1408, Hà Võ Điện 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rất khó đi ra, nhiếp vân có chút không hiểu nổi, hắn đã có thể giam giữ vào, lại để cho hắn mang đi ra không được sao. Rất khó sao, chỉ mong có thể đơn giản như vậy. Đặng tiêu siết chặt tay, một lát sau, nhìn về phía nhiếp vân nói. Diệp thần, sư huynh, có thể phiền toái người giúp ta đi hà võ điện, cứu muội muội ta ra hay không? nàng biết rõ không phải là đối thủ của nhiếp vân, nên cải xương hô thành sư huynh. Được rồi, ta vừa vẫn có thời gian, thừa cơ qua đi xem hà võ điện kia một chút, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Bây giờ cách hỗn độn linh dịch triệt để ngưng tụ thành công còn có. Hơn hai ngày, tu vi vừa mới tấn chức cũng không có khả năng đột phá, còn không bằng cùng đặng tiêu qua đi xem, xem xem hà võ điện trong miệng nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đa tả, thấy đối phương đáp ứng, đặng tiêu nhẹ nhàng thở ra. Vậy tốt, hiện tại chúng ta liền đi, bất quá trước đây, trước tiên giải quyết mấy bại hỏi lại nói. Trước kia thu phục Nam Cung Khiếu, nhiếp vân sợ chiến đấu quá mức kịch liệt khiến cho một ít trưởng lão của Vân Vũ Tông chú ý, nên sớm phong tỏa gian phòng, cho nên mặc dù bọn người từ siêu đứng ở bên ngoài cũng không phát hiện. Từ siêu, mấy người các người tiến đến, Nam Cung Khiếu hô một câu, rầm rầm nghe được tiếng la, đám người từ siêu vội vàng đi đến, đi vào trước mặt Nam Cung Khiếu, đồng loạt quỳ dạp xuống đất. Đại sư Huynh, chúng ta đã mang đặng tiêu đến, người đáp ứng để cho chúng ta gia nhập dưới chướng ngươi. Từ siêu vội vàng nói, vẻ mặt lấy lòng, từ siêu, ta tự nhận là đối với ngươi không tệ, tiến vào loạn hải địa cung nếu như không có diệp thần, chúng ta đã sớm chết, ngươi vì gia nhập trận doanh của Nam Cung khiếu lại hạ độc chúng ta, không thấy như vậy rất vô sỉ sao. Thấy thái độ của hắn, đặng tiêu tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Đặng tiêu sư tỷ, ta cũng không có biện pháp, thức thời mới là tuấn kiệt, ở vân vô tông có thể được đại sư huynh thưởng thức, tương đương một bước lên mây, một bước lên trời, loại cơ hội này. Chúng ta căn bản không có biện pháp cực tuyệt, lại nói, đại sư huynh có thể vừa ý ngươi, là phúc phận kiếp trước ngươi đã tu luyện, hầu hạ tốt đại sư huynh, ngươi cũng tiền đồ vô lượng, vì sao phải gây khó dễ với mình. Từ siêu không biết đại sư huynh trước mắt đã biến thành khôi lỗi của nhiếp vân, còn tưởng rằng đặng tiêu khống chế hai người, trên mặt lộ ra nụ cười. Loại bại hoại này, giữ lại cũng là tai họa, ta xem vẫn giết đi để cho đám người từ siêu đến là cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, nhiếp phân nghĩ tới giao tình lúc trước chung một chỗ ở loạn hải địa cung đồng sinh cộng tử, lúc này thấy hắn chấp mê bất ngộ, không biết phân biệt, cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm về phía trước. Bành, từ siêu còn không có kịp phản ứng, lập tức nổ thành thịt nát. Cái gì, nhiếp phân đột nhiên ra tay, khiến người khác giật nảy mình, lúc này mới phát hiện đại sư huynh mà bọn hắn chờ mong đã biến thành khôi lỗi của đối phương. Thiếu niên vốn không được bọn hắn coi trọng, một lần hành động biến thành chúa tể chính thức. Diệp thần sư huynh tha mạng, cầu diệp sư huynh tha cho chúng ta a à. Hiểu được, mọi người cùng kêu lên, lạch cạch, nghênh đón bọn hắn không phải tha thứ, mà là một bàn tay cự đại, bị bàn tay này vỗ, mấy người đồng thời đoạn tuyệt hô hấp, biến. Thành bánh thịt, đối với gia hỏa vong ân phụ nghĩa, nhiếp vân gần đây không có cảm tình gì. Hô, tám đạo diễm hỏa tuôn ra, thi thể đám người từ siêu biến thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Vân Vũ Tông gia đại nghiệp đại, mỗi ngày chết không ít đệ tử, đám người từ siêu đều là đệ tử chân truyền vừa mới tấn chức, không có địa vị gì, cho dù bị giết cũng sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Lại nói, mặc dù có người hỏi, đổ hung thủ lên trên người nam cung khiếu, hẳn không ai dám nói cái gì. Đi Hà Võ Điện A, à, xử lý xong đám người từ siêu, nhiếp vân nói. Hà Võ Điện ở bên cạnh đan dược điện, bên trong giam giữ chẳng những là người cùng hung cực ác, truyền thuyết còn có tu la. Diệp thần sư huynh, người thật sự muốn đi, thấy hắn muốn đi, đặng tiêu cắn môi, mặt mũi tràn đầy do dự. Còn có giam giữ Tu La, đương nhiên phải đi, con mắt nhiếp vân lập tức trở nên sáng như tuyết, Tu La đối với hắn là đại bổ, nếu có loại vật này tồn tại, vậy thì tốt quá. Được rồi, phía trước dẫn đường, thấy nhiếp vân hào hứng bừng bừng, không có bởi vì sự tình Tu La mà lùi bước, đặng tiêu lắc đầu, liếc nhìn Nam Cung Khiếu. Vâng, Nam Cung Khiếu đi thẳng về phía trước, đi ra ngoài gặp một ít đệ tử chân truyền, bởi vì sợ uy nghiêm của hắn, không ai dám hỏi cái gì, một đường đến không có phát sinh ngoài ý muốn gì, rất nhanh hà võ điện xuất hiện ở trước mắt. Cái đại điện này gần sát hình pháp điện của Vân Vũ Tông, còn chưa tới trước mặt liền chứng kiến lệ khí trong đó cuồng bạo tràn ngập ra, che khuất bầu trời, mang theo làm cho người khủng hoảng khí tức. Hình pháp điện chủ trương hình phạt, hà võ điện giam giữ phạm nhân, hai cái đều là Vân Vũ Tông tràn ngập giết chóc nghiêm túc nhất địa phương, nhiều năm qua tích lũy đại lượng oan hồn, lệ khí, người thực lực thấp đừng nói tiến vào cứu người chỉ sợ mới đến trước mặt sẽ đầu gối như nhũn ra khó đi về phía trước sắc mặt của đặng tiêu cũng không dễ nhìn thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy cả người không tự chủ được run rẩy ở sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác khủng hoảng không có việc gì ngay thời điểm nàng cảm thấy có chút bất lực khó có thể tiếp tục đi về phía trước đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm vang dội thanh âm này giống như gieo xuống quang minh xoắn giết tất cả khí tức lo lắng đa tạ Nàng biết là thiếu niên ở trước mắt sử dụng thủ đoạn nào đó giúp nàng khu trừ khủng hoảng cùng sợ hãi trong cơ thể, cảm kích gật đầu. Người nào, ba người bước nhanh tiến vào hà võ điện, vừa đi vào không xa, có mấy đệ tử từ một bên chui ra, ngăn ở trước mặt. Mấy người này bởi vì quanh năm cùng phạm nhân ở chung một. Chỗ, trên người cũng mang theo lệ khí nồng đậm, tự hồ chỉ cần một lời không hợp liền sẽ động thủ sát phạt, là một đám gia hỏa không có quy củ, coi trời bằng vung. Mắt chó của các người mù sao, ngay cả ta đều nhận không ra. Nam Cung khiếu hừ một tiếng, tiến về phía trước một bước. chương 1409, Địa ngục lao lung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nguyên lai like là Đại sư Huynh, Nam Cung khiếu không hổ là Vân Vũ Tông Đại sư Huynh, mấy gia hỏa coi trời bằng vung kia chứng kiến sắc mặt đồng thời biến đổi, lui về phía sau mấy bước, mở ra một lối đi. Ân, Nam Cung khiếu gật gật đầu, vội vàng quay đầu vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía hai người nhiếp Vân Đặng Tiêu. Mời, nhiếp vân cũng không chối từ, gật gật đầu kéo tay đặng tiêu, bước nhanh đi vào. Ba người ly khai, mấy đệ tử trông coi hà võ điện không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nam cung khiếu hung hăng càn quấy bọn hắn lĩnh giáo qua, sao đột nhiên biến thành như vậy, hai người kia có địa vị gì? Dọc theo cung điện một đường đi về phía trước, ba người rất nhanh liền chứng kiến một thông đạo ngâm đen, dọc theo thông đạo đi ước chừng 10 phút. Một không gian rộng lớn xuất hiện ở, trước mắt, ở đây lệ khí quá nặng, ở trên không trung giống như tạo thành phong bạo, để cho người nửa bước khó đi. Đáng giận, gia hỏa vân vô tông, các người dám giam giữ ta, một khi lão tử đi ra ngoài, tuyệt đối cho các người hối hận vì ngày đó quyết định. Vân vô tông ta và các người thế bất lưỡng lập, chỉ cần ta có thể còn sống, liền nguyền rủa các người vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh nhất lưu tông môn. Từng tiếng ai oán phẫn nộ gầm rú, vang lên ở bên tai ba người. Trong thanh âm mang theo nguyền rủa cùng oán khí không cam lòng, ở trên không trung quanh quẩn kéo dài không thôi. Những cái này đều là phạm nhân bị giam ở chỗ này phát ra độc thể rất nhiều phạm nhân chịu không được tra tấn, linh hồn tự cháy mà chết, nhưng thể nguyện lại lưu giữ, không ngừng hủ thực lấy căn cơ của Vân Vũ Tông. Nam Cung Khiếu giải thích, ân, nhiếp Vân gật gật đầu, có thể bị giam ở chỗ này, thực lực chỉ sợ ít nhất đều đạt tới la tiên cảnh, cường giả loại này, đã ngưng tụ đại la pháp tắc, oán khí trong lòng tích lũy càng ngày càng dày, mặc dù chết đi, cũng sẽ không tiêu tán, ảnh hưởng tâm trí con người. Khó trách trước kia gặp được đệ tử trông coi phạm nhân thoạt nhìn trên người lệ khí nặng như vậy, quanh năm bị loại oán khí này xâm nhập, nếu như không thể tiêu hóa mà nói, chỉ sợ đối với tuổi thọ của bọn hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, sắc mặt đằng tiêu khó coi, hàm răng cắn chặt, tu vi của ngươi không cao, không chịu nổi loại áp lực này, ta nơi này có một đạo vô tướng chi khí, người dung nhập thân thể, có thể tạm thời chống cự những oán khí này. Chứng kiến bộ dáng của nàng, nhiếp vân biết rõ nàng lần nữa không chịu nổi, nở nụ cười một tiếng, ngón tay bắn ra một đạo vô tướng chi khí. Vô tướng sư, linh hồn vô sinh vô tướng, bất động như núi, Nhưng oán khí này như giỏi trong xương, để cho linh hồn người xuất hiện sợ hãi, có loại thiên phú chi khí này khắc chế, vừa vặn có thể giảm bớt bối rối, để cho nhân tâm ổn định. Cảm ơn, đặng tiêu lần nữa cảm kích nhìn thoáng qua, vận chuyển vô tướng chi khí, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Nương theo cùng diệp thần tiếp xúc càng nhiều, Đặng tiêu phát hiện thiên phú trên người hắn càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng sâu không lường được, so sánh với hắn, tất cả thiên tài của Vân Vũ Tông, hoàn toàn không chịu nổi nhắc tới, không ở cùng một cấp bậc. Ta nhốt muội muội của đặng tiêu, đặng tâm ở chỗ sâu nhất trong địa ngục lao lung, Nam Cung khiếu nói, địa ngục lao lung, toàn thân đặng tiêu run rẩy. địa ngục lao lung là địa phương đáng sợ nhất của Hà Võ Điệt, âm trầm khủng bố không nói, càng là nơi giam giữ tu la, muội muội nàng làm sao sẽ bị giam ở chỗ này không cần sợ hãi tuy địa ngục lao lung là chỗ nguy hiểm nhất của hà võ điện nhưng cũng là chỗ an toàn nhất năm đó vân vũ